Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000 để ship, trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Căn số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên một cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, mũi, phế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhé. Đấy, và combo nó sẽ là một cân như này. Một cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản một cân thì nó sẽ là tầm này nhá, sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To nhỏ lớn bé có dẹt có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110k trên một cân. Và nửa cân thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn một cân thì nó sẽ là 1 kg thì sẽ là 110.000 và 0,5 kg thì nó sẽ là 60k nhá. 60k cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác như này để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy. Có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, một cân được rất là nhiều các bạn, một cân rất là nhiều này. 2 này. 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhé, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhé, từ 7 đến 12 chiếc. Đó, thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn đâu nhé. Đấy, chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi. Cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhé, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây. Đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này. Thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi. Chỉ có 110.000 cho một cân và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. À, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15k cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhá. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15k này, 15k trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30k nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao dọc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi, sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu kìm đây, thì các bác lên xem là kìm đỏ nhé, kìm đỏ, nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên, nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Đấy, các bác lên xem là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này, có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện, không cần phải lấy tay để kẹp ra nhá. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép CRV này, bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này, tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này, tiếp theo là cắt dây này, rồi vặn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá, xoắn dây nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con
Một cái con kìm như này giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp rước này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa, dùng nó rất là thích. Đấy, cây to cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30 cm nhá, khoảng 30 cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50.000 cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50.000 một chiếc nhá, 50.000 cho một chiếc như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20. Và lấy cho anh hai cái thước rút ra đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20 cm một chút nhá, trên 20 cm một chút. Đó, thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này, hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá. Cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy thì combo cho nó như này. Hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 40 cm, 37 cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22 cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70.000 một em nhá. 70.000 một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy, và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70.000. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dàn sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá, kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa răm này, đấy tỉa răm này. Đấy, các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo, giá của nó sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây, sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó, thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000, rất rẻ các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó. Rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Cái con thước 5m
5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này, rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra tự hãm này và các bác bóp vào này xem. Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50k. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7,5m tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy. Chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy. Các bác có thể dùng để mình decor trang trí này hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một chuyên 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhá, mạ vàng 18 carat và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây, rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này. Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì Tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450k nhá, 450.000. Cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyên của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm. Chiều rộng của nó thì gần 20 cm và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn và có một cái đĩa này. Một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 các bác nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia. Chuyên hoàng gia. Hoàng gia giá của nó sẽ là 700k nhé, 700k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác theo. Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén, một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng, giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400k nhá, 400k cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó.
Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này, cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80k nhá. Lên cho em đó là khay dán nhá, khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái loại sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này. Thì nó về nó có màu đen màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động như nên là khi các bác dùng nó rất là tiện đây. Ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan. Và nó sẽ tự động đóng vào này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác mà mua ở ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy. Bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù Nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Đấy. Rất tiện. Đấy các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30 cm thôi. Ô dù Nhật nhá, lên cho em là ô dù Nhật này. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000 cái ô dù Nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này, đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dây đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây, nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin vào đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1800W, hàng của Toshiba nhé. Còn một ít cái mã này nữa. Con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhé. 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1800W nhé, 1800W. Đây, chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi. Chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái thôi. Hơn chục cái rồi các bác nhé. Đó. Giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này. 70k các bác nhé. Đó. Còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5 m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số giác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái
cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng đấu vào cái ắc quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắc quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tẩu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác dùng chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên một phút nhá, 32.000 lần trên một phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60k một chiếc. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 195.000. Đấy, con này mà các bác mua ra ngoài cửa hàng mà mua thì giá của nó sẽ là khoảng 300, 250 đến 300. Đấy, thấp nhất họ phải bán cho các bác là 270, 280 đến 300.000 nhá. Còn có những shop mà có những cửa hàng nó bán đắt thì phải đến 350, 400.000 các bạn. Đấy. Nhưng mà riêng hôm nay bên shop và vẫn gửi tới các bác tri ân khách hàng giá chỉ có 195.000 thôi. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một quần một áo, size cỡ đại nhá. Size cỡ đại, size 3XL thì các bác người lớn, người bé, người to, người nhỏ đều mặc được hết nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bạt. Đấy, nó sẽ là dạng vải và hai lớp phủ dạng vải hai lớp và có phủ gọi là phủ ni lông để khi các bác mặc thì nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm rất là tốt, rất là an toàn. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Một cái bộ quần áo mưa của thương hiệu Tú Phong như này, hàng cao cấp nhá, size 3XL nhá, giá sẽ là 195.000. Đây. Hàng thì khi các bác em đã cho các bác xem thực tế rồi. Và khi mặc vào thì nó đúng như trên hình này luôn, đúng như trên hình này luôn. Có mũ Mỹ các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 195k. Lên cho em là quần áo mưa nhá, quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Con này bên shop đang bán là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc hoặc ra các cửa hàng y dược nó bán cho các bác thì khoảng 400-500.000 nhá, 400-500.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên em cũng tri ân khách hàng để cho các bác cái giá chỉ có 260.000 thôi. Con này nó sẽ sử dụng cái loại pin gọi là pin con thỏ nhỏ, rất dễ mua. Các bác cứ ra trực tiếp ngoài tạp hóa, ngoài hiệu sách là mua được thôi. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong, nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ rất tiện ích. Đấy, lắp pin vào cho em một lần lắp pin như này các bác phải dùng được khoảng từ 5 tháng, 6 tháng đến 1 năm nhá. Đấy. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì đo huyết áp, đo nhịp tim này, đấy, đầy đủ hết luôn nhá. Huyết áp, nhịp tim đầy đủ hết luôn. Giá sẽ là 260k nhá, 260.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác, bỏ sang cái ví xanh. Về cho các bác một cái ví, đó là cái ví màu hồng như này. Đấy thì combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng rồi một cái bộ nặn mụn này, tẩy da chết các kiểu con này điểu luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Màu của nó là màu hồng rất đẹp này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trực tiếp luôn. Kìm kéo đầy đủ cho các bác luôn, ba cái bấm móng nặn mụn rồi tẩy da chết các thứ đầy đủ như này. Lên cho em là bộ ví hồng, giá sẽ là một cái bộ ví hồng như này. Giá sẽ là 60k nhá, 60k cho cái ví hồng như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái ví màu xanh này. Con này cao cấp hơn nhiều nhá. Đấy thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng luôn, có một cái bấm nhỏ cho trẻ sơ sinh này. Đấy, rồi kéo kìm này, rồi nói chung là có cả cái nạo gót chân này. Đấy, có cả mài cả nạo luôn. Cái này là lưỡi để nạo này, cái này là để mài này. Đấy, con combo cho các bác như này. Đấy, combo cho các bác như này.
giá của nó sẽ là một cái bộ như này thì giá sẽ là 100k nhé, 100k đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhé, ví xanh giá sẽ là 100.000 đó, ví xanh này giá sẽ là 100k cho con ví xanh như này đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế này. Đấy, cái đệm ghế chất liệu của nó thì bằng silicon nhá, và được thiết kế theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác mà ngồi vào ấy thì nó sẽ có cho các bác là một cái độ đàn hồi nhất định. Đấy, đàn hồi nhất định như này. Đấy các bác nhá, đàn hồi rất là tốt luôn. Thì các bác nào chuyên bị đau tê mông này, hoặc là các bác mà bị xương khớp này, đấy, hoặc là ngồi văn phòng lâu thì dùng con này rất là ok. Vải của nó thì nó sẽ là dòng vải dệt 3D thoáng khí này. Còn bên lớp bên dưới của nó thì nó sẽ là, bên trên này thì là dệt 3D thoáng khí này, ngồi rất là thoáng khí và êm ái này. Còn bên dưới này thì là cao su non để chống trơn trượt này. Đó. Lên cho em là, các bác lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Giá hôm nay thì về cho bác giá tốt luôn. Một con đệm ghế như này giá sẽ là 90k nhá. 90k trong cái đệm ghế này. Các bác có thể về để cả quả trứng ngồi lên cũng không sao đâu. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái giá đó là cái sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đèn F1 nhá. Đấy, đèn F1. Đây. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Đầy đủ cho các bác các cái chi tiết luôn. Đấy, đai bắt và tường các thứ đàng hoàng. Combo cho các bác điều khiển ốc áp các thứ đàng hoàng. Và nó sẽ là bao gồm là một con đèn như này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng 1, sáng 2, sáng 3 này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Đó, và nó sẽ sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy các bác nhá, sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời đây. Dây dài khoảng từ 2 đến 4 mét. Đó, thì các bác có thể đưa lên các cái vị trí nào mình cần chiếu sáng rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị một cái giá siêu hợp lý luôn. Một cái đèn năng lượng mặt trời như này, giá chỉ có cho các bác là con F1 này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn F1 nhá. Giá sẽ là 130.000 một em. Đấy. 130.000 cho một con đèn F1 như này. Các bác có thể dùng để mình tận dụng cái năng lượng mặt trời mình sử dụng, tránh cái việc là mất nhiều tiền điện nhá. Đấy, tránh việc mất nhiều tiền điện. Lên mã giúp cho em đó là đèn F1 nhá. Giá sẽ là 130k. Đó. Đèn F1 này, đèn F1. F1 130k, em đã có những cái video test thực tế rồi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao nhá, bộ dao cán gỗ. Đầu tiên thì nó sẽ là con dao chặt này. Con này thì nặng khoảng 6-7 lạng nhá, 6-7 lạng. Đấy, nặng khoảng 6-7 lạng. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, made in Japan cho các bác luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 180.000. Đấy, con dao chặt cán gỗ như này. Đấy, cho nên là các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, khoảng từ 5 đến 7 lạng, lên cho em là chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Con này thì cũng khá là bén luôn. Khá là bén các bác nhá. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình gọi là sử dụng rất là đa di năng luôn. Đây, đấy, để em thử test dọc giấy xem con này có dọc được giấy không nhá. Đấy, cũng rất là bén luôn nhá. Các bác theo. Một cái con dao chặt mà cũng dọc được giấy như này là rất là ok rồi các bác nhá. Rất là ok rồi. Đó. 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này, hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Chữ khắc chìm luôn. Con này thì siêu bén thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một em dao gọt gỗ này nhá. 40.000, chiều dài khoảng 20 cm. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Giá sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì có một mã nữa đó là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80.000 thôi, 80.000. Con này thì là hàng của thương hiệu Seki này. Đấy, Seki, Seki Japan. Hàng thì cũng là hàng siêu bén cho các bác này. Đấy, siêu bén luôn các bác này. Đấy, coi theo. Đây, rất là bén nhá. Rất là bén luôn. Đây, rất bén luôn. Con này thì giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ, 80k. Đó, lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k nhá. Còn con bé này là gọt gỗ này. Con gọt gỗ này thì sẽ là 60.000 nhá. Gọt gỗ, 60k. Đó, à xin lỗi các bác là 40k nhá. Đấy, còn nếu các bác nào mua combo thì đây, con này là 180, con này 80.000 là 260 nhá. 260 bao ship. Thì mua combo hai con này thì sẽ được tặng kèm một con này nhá, tặng kèm một con này. Đấy, mua combo hai con được tặng kèm một con và bao ship cho bác luôn. Mua 2 tặng 1 bao ship, rất chất lượng cho bác luôn. Thì các bác có thể lên cho em là combo là 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, giá chỉ có 260.000 thôi. Lên combo cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, bộ 3 dao cán gỗ nhá.
bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Hàng thì nó sẽ là cái dạng màu, bây giờ thì nó không về nguyên màu nữa mà nó sẽ về theo kiểu là màu caro như này. Đấy, màu caro tức là nó sẽ có một cái màu trắng và xen lẫn các cái màu như này. Đấy, cái loại này của nó về cái lô này của nó thì cái chất của nó rất là tốt nhá. Đấy, bông của nó là bông sơ. Đấy, bông sơ cho nên nó rất là thấm hút này. Thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Dùng thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này, kích thước của nó cực kỳ sốc luôn nhá. Kích thước rất là sốc luôn. Kích thước là bao nhiêu? Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4 nhá. 70 nhân 1m4, kích thước rất là khủng luôn. Dài các bác có thể chùm hết cả người luôn. Mà giá thì lại là rất hạt rẻ ạ. Đây, của nó sẽ là 70 nhân với lại 140cm luôn nhá. 140cm. Giá sẽ là 40k. Đấy, 40k. 40k cho một cái con như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay Osaka đây. Đấy, lên cho em là máy xay Osaka nhá. Đấy. Con này thì sử dụng điện 220V. Con này thì rất đơn giản thôi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện vào là mình dùng thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, nhấp này là nó sẽ chạy này. Osaka Japan này. Giá thì chỉ có 145.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. 145k cho con máy xay Osaka như này nhá. Đó, dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là 700ml nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng nói chung là cái giá này là rất là ưu đãi cho các bác rồi. Các bác có thể xay thực phẩm, xay thức ăn đều ok hết nhá. Lên nha là máy xay Osaka này. Giá sẽ là 145k. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi nhá. Bên shop bán khá là nhiều rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Con này thì cũng bán rất là nhiều rồi thì em lên nhanh thôi. Cái con to nhất này thì kích thước của nó sẽ là 24cm. Dòng này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ có thể gấp gọn vào được. Đấy, gấp gọn vào được nhá. Đấy, gọi là bỏ gọn vào nhau được chứ không nói là gấp. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Hàng này thì nó cũng vừa phải thôi nhá, không quá dày đâu. Đấy. Nhưng mà ưu điểm của nó thì các bác có thể bỏ ra từng chiếc một hoặc là mình chồng vào nhau rất là ngon luôn. Đấy. Từng chiếc một như này các nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy chứ em. Nồi nào vung đấy chứ em. Đấy. Có tới cho các bác là 5 cái liền. 5 cái liền các bạn. Đây 5 cái liền như này, tha hồ sử dụng luôn. 5 cái nồi mà giá chỉ có 140.000 thôi. Các bác nhà có cỗ có bàn có công có việc thì các bác cứ dùng cái này cho. Đấy, đây. Thế các bác cứ thế là mình chồng cho em nhá. Đây, mình chồng nhau này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Rất là tiện luôn. Cứ thế mình chồng vào nhau này nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy chứ em. Nồi nào vung đấy chứ em. Đấy, rất là vừa xinh luôn nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy, rất vừa xinh luôn nhá. Đấy. Đúng như cậu với mợ luôn các bạn. Đúng như cậu với mợ luôn. Thì đây, các bác lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá thì chỉ có cho bác là 140k thôi. Đó, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là chuẩn bị Tết nhất đến nơi rồi. Thì các bác có làm tí lẩu nướng thì đây. Nay bên shop về cho bác cái nồi lẩu nướng này. Hàng của thương hiệu Sun Hau nhá. Đấy, hàng thương hiệu Sun Hau đây. Đấy. Con này thì giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá. Nồi lẩu nướng. Đấy, đây nó sẽ là con nồi lẩu nướng. Rất đẹp như này. Đấy. Con này thì cái hả? Chiều dài của nó thì vào khoảng là chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là đi 35cm và chiều rộng của nó là 20cm. Khá là to luôn. Đấy, rất là tiện ích này. Có cái phần cắm điện đây. Và dòng này sẽ là dòng tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính. Công suất của nó thì sẽ là 1500W, sử dụng điện 220V. Đấy. Các bác dùng để ăn đồ nướng thì rất tuyệt vời luôn. Chỉ cần đặt lên như này cắm điện vào, sau đó thì để đồ ăn lên đây. Dòng này nó sẽ là tráng đá chống dính và các bác hứng mỡ ở dưới này cho em nhá. Đặt cái bát ở đây để mình hứng mỡ xuống là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 350.000. Bên shop đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng tráng đá chống dính như này. Các bác dùng để ăn lẩu, ăn đồ nướng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, giá thì khá là hợp lý, 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này. Đấy, các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái nồi nướng mà giá hợp lý như này đâu các bác. Đấy, hàng thì hàng của hãng nhá. Rất chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này thôi.
Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá. Đấy, nồi lẩu nướng giá sẽ là 300 đấy, 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này đây. Các bác có thể dùng để ăn đồ đồ chiên đồ nướng rất là ok nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp từ này, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Philips đây. Con này thì hàng sản xuất ở Thái Lan nhá, hàng sản xuất ở Thái Lan. Giá thì sẽ là hả? Bao nhiêu? 470.000 cho con bếp từ như này nhá, hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con bếp rất là tiện ích cho các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan đây, made in Thái Lan các bác này. Đó. Thì mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này. Đấy, bên trong của nó đều là quấn dây bằng đồng hết này. Đấy, đồng đỏ au các bác nhìn cho kỹ này. Đấy. Và giá thì sẽ là 470.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Trước khi các bác sử dụng thì đầu tiên là các bác cắm điện vào cho em này, sau đó thì các bác giữ cái nút khóa tay này để nó bật nguồn lên này, sau đó các bác nhấn dương để lên này, rồi các bác chọn các chế độ chiên rán xào nấu cho em. Đấy, chiều rộng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 30 cm, gần 30, 28 cm, và chiều dài của nó thì cũng khoảng 30 mấy cm. Đó, nói chung là bếp từ này nó sẽ là bếp từ một nồi nhá, một nồi. Giá sẽ là 470.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đây. Hàng thì nó sẽ tặng kèm cho các bác một cái nồi như này nhá. Và cái nồi này khi gửi đến các bác là nó sẽ bị bẹp. Đấy, nó sẽ bị bẹp, nói thẳng thế luôn. Hàng này là hàng tặng chứ không có bán nhá. Hàng này hàng tặng không có bán. Và gửi đến cho các bác thì thường là cái nồi này nó sẽ bị bẹp, tại vì hàng này nó sẽ là khá là mỏng, nên là bẹp các bác cũng cố mà nhận nhá. Đấy, em tặng cho bác cái nồi này thôi chứ không có bán đâu nhá. Không bán cái nồi này. Đó. Thì ở đây nó sẽ là công suất của nó là 2000-2500W này, điện 220V nhá. Một chiều là 32 cm, một chiều là 39 cm. Đó. Kích thước cơ bản như vậy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm tiếp theo, đó là cái các bác lên máy giúp em, đó là cái khăn lau kính các bác nhá. Đấy, khăn lau kính này. Đây. Một bịch này sẽ là 50.000, 50.000 cho một bịch này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 5. Bịch này là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Con này thì chuyên dùng để lau kính các bác nhá, lau kính này, lau cửa kính, lau bàn kính, rồi nói chung là các cái đồ liên quan đến kính là các bác lau cực kỳ là sạch luôn. Đấy, lau kính nó sạch lắm. Thì con này nó chuyên để lau kính. Lên cho em là khăn lau kính nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một chiếc như này. À, một bịch như này bao gồm là 10 chiếc. Đấy, thì chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm và chiều rộng cũng khoảng 35 cm, nó hình vuông. Lên cho em là khăn lau kính nhá, khăn lau kính nhá, giá của nó sẽ là 50.000 trên một bịch như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi vân và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Hãy trang bị cho mình khăn lau kính và xe ma thuật, chống vết mờ hoàn hảo cho công việc làm sạch của bạn. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi vân và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Đây nha, khăn lau kính 50.000 một bịch các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì cơ bản của nó là từ 30 đến 35 lưỡi, hàng về tùy theo lô nhá. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là 30 cái lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có 60 cành thôi. Các bác mua về dùng cả Tết luôn. Đấy, cả Tết cả năm luôn. Bộ nó sẽ là bao gồm là khoảng 30 lưỡi như này. Lưỡi của nó sẽ là bộ lưỡi kép 2 lưỡi này, một bàn cạo này và một lọ kem. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi các bạn. Giá không thể tin nổi luôn. Giá rất là sốc các bạn. Đây. Đấy, và của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này các bạn này. Đấy. Hai lưỡi kép như này, siêu sắc bén cho các bác luôn. Dùng để cạo râu thì rất là tiện ích, và các bác mua một cái bộ này là dùng quanh năm ngày tháng luôn. Có tới 30 lưỡi, 30 lưỡi mà một năm của nó là có mấy chục tuần đấy, thì các bác cứ dùng dần thôi nha, là ok, dùng cả năm. Là các bác cứ dùng cả năm là ok. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 30 lưỡi, một lọ kem, một bàn cạo, một năm hết có 60.000, quá rẻ mạt các bạn. Đó. Thì các bác cứ mua cái bộ này là mình dùng dần chứ. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá,
bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k, 60k cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ? Giá sẽ là 95.000 nhá, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, máy cạo râu 9D. Thì con này nó sẽ là hàng đa chức năng này. Thứ nhất là có chức năng chính là cạo râu này. Đấy, cạo râu được các bác, tháo cái nắp này ra cho em. Bật nguồn lên này, cạo râu này. Ba lưỡi kép luôn nhá. Khi các bác cạo thì nhấp vào này cho em này. Đấy, các bác cạo các bác nhấp vào này cho em đây. Các bác nghe tiếng em cạo nó đứt này. Đấy, các bác nghe thấy không? Tiếng đứt của nó rất là êm luôn nhá. Đấy. Các bác cứ nhấp vào này cho em là xong. Đó. Rất là êm các bác nhá, rất là êm luôn nhá. Đó. Đây, râu nó đứt ở bên trong các bác này. Đấy, râu nó đứt này các bác này. Ba lưỡi kép nhá, râu đứt này. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác các cái chi tiết tiếp theo, đó là một cái con bằng cái đầu một cái con bằng cái đầu đầu lông này để các bác dùng để mình massage mặt, làm mềm da mặt này. Đấy, làm mềm da mặt này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái chân tăng đơ này. Đấy. Một cái chân tăng đơ đây để các bác lắp vào mình dùng để mình tăng đơ này. Tiếp theo là một cái đầu tỉa lông mũi này. Đây, đây sẽ là cái đầu tỉa lông mũi này. Các bác chuyên dùng để mình tỉa lông mũi, tỉa lông mũi. Đây. Tất cả thì nó đều là lắp vào một con máy này cả thôi. Các bác chỉ cần là giật ra như này thôi, giật ra cho em này, giật thẳng tay ra. Sau đó thì mình lắp vào cho em là xong. Đấy, tỉa lông mũi này, xoay này. Cái lông mũi nó sẽ tỉa này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc chuyên trị đau cái này nó sẽ là bị nấm ngứa các bác nhá. Đấy. Nấm ngứa, long ven hắc lào đều khỏi hết các bác nhá. Đấy. Bác nào chuyên bị nấm ngứa, long ven hắc lào, tổ đỉa á sừng thì các bác bơi hết vào đây cho em. Đấy. Nấm ngứa, long ven hắc lào nhá. Con này giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một lọ như này. Giá sẽ là 25k nhá. Đấy, 25k cho một típ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn mà em bán rất là nhiều rồi. Đấy, bác nào hay làm sông nước đấy, hay bị nấm ngứa long ben hắc lào thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là nấm ngứa long ben hắc lào, giá sẽ là 25k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhé. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là năm mươi miếng các bác nhá. Đấy, 50 miếng lên cho em là miếng dán thải độc chân. Một hộp là 50 miếng thì sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm là cả miếng dán và cả cái miếng thuốc, cả lọ thuốc như này đó. Giá sẽ là 40.000 thôi, bằng một bát phở thôi. Đây thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40.000. Khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện được rõ rệt. Miếng dán thải độc chân Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để qua đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể thoải mái, hết tê bì trên tay, có một sức khỏe và tinh thần tốt cho ngày mới. Mỗi hộp có 50 miếng dùng cho cả gia đình luôn ạ. Anh chị em nào hay bị tê bì nhức mỏi chân tay thì xem hết video này nha. Do công việc phải đứng và đi lại nhiều nên em hay bị tê bì nhức mỏi, khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện được rõ rệt. Miếng dán thải độc chân Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để qua đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể. Đấy thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. 40.000 cho hộp 50 miếng như này, các bác dùng quanh năm ngày tháng luôn. Giá rất là rẻ, chỉ bằng một bát phở Hà Nội thôi. Đấy, phở quê em thì 20.000, phở Hà Nội 40.000. Rồi ok.
Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này, đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, việc của nhận hàng nhé. Đó thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bạn, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn và nó rất là an toàn nhá, rất là an toàn này các bác này. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá, đèn xoay. Giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này, rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá này sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào như này cái này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia cho một cái hộp như này các bác nhá. Đấy, cho một hộp long ben hắc lào này. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa cho nó vui vẻ hoan hỉ các bác nhé. Đấy, còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi, không có khó khăn gì cả. Đấy, thì em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thảm massage chân nhá. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì hàng đợt này về cái giá nó rất là yêu thương và hợp lý cho các bác để các bác có thể mua về mình sử dụng trực tiếp cho bác nào chuyên bị đau mỏi các cái phần chân nhá, đau mỏi chân rồi và nó rất là nhiều chức năng luôn, giúp cho các bác giảm béo rồi nói chung là đa chức năng luôn. Thì nó sẽ là một cái thảm nó bằng xung điện từ như này. Đấy. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì một cái thảm như này nhá, một thảm như này kèm cho các bác là một cáp sạc và một con máy như này, một con máy như này. Đấy. Thì khi các bác bật thì ấn cho em cái dấu cộng này nó sẽ lên này, ấn dấu trừ là nó sẽ tắt này. Và chữ M này là điều chỉnh chế độ nhá, dấu cộng là lên này, dấu trừ là tắt này. Đấy. Dấu cộng này thì vừa là bật lên vừa là tăng giảm nhịp độ này, dấu trừ là tắt này. Đấy, và giảm nhịp độ này và dấu chữ M này là
chế độ nhá. Các bác lắp vào hai cái mắt này cho em này, hai cái chân ốc này cho em. Đó là mình sử dụng thôi. Đây em sẽ có cái video trải nghiệm thực tế cho các bác xem. Con này thì khá là tiện ích và các bác nên sử dụng. Đấy, nên sử dụng cho đặc biệt là các bác có tí tuổi rồi mà hay bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi chân. Đấy, tê bì chân tay thì dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là massage chân nhá. Con này giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá. Massage chân này giá cực tốt luôn, chỉ có 60k thôi. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng một, miễn phí vận chuyển. Hãy bảo vệ sức khỏe bố mẹ và gia đình bạn ngay hôm nay. Thế nào móc rồi cơ mà. Chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, vâng, rất là tuyệt vời luôn nha. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác kia miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, con này thì thành phần của nó là ngải cứu tự nhiên. Đó thì con này hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu này. Đấy, lên đúng tên cho em. Miếng dán ngải cứu nhá. Giá của nó sẽ là 25k cho một hộp như này. Một hộp này bao gồm là 12 miếng nhá. Hộp 12 miếng. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì ở đây nó sẽ là một hộp 12 miếng như này, về nhà các bác bóc ra cho em này. Đấy, và đây nó sẽ có từng miếng một như này. Thì ở đây nó sẽ là chủ yếu là ngải cứu. Và các bác dùng thì nó rất là tốt luôn. Các bác nào chuyên bị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy đây, các bác dán vào cổ cho em. Cổ, vai gáy rồi dây thần kinh thắt lưng là các cái phần mà nó hay bị đau nhức nhất nhá. Thì các bác bóc ra. Bóc ra sau đó thì mình dán vào cho em. Con này thì nó nóng siêu lâu luôn, đặc biệt là mùa đông này thì các bác hay bị đau mỏi cổ này, vai gáy rồi các cái bắp tay bắp chân. Các bác dán vào cho em, cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch rồi rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 25k thôi. Lên cho em là miếng dán ngải cứu, giá sẽ là 25.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn cho nên là nó rất là thơm. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu và đặc biệt là cái giá của nó thì khá là tốt luôn. Một cái lọ nước hoa như này giá chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này kèm một cái nơ rất là đẹp này. Các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết nhá. Về nhà các bác giật cái nắp nhựa này ra cho em này, sau đó thì mình cắm cho em cái bấc này vào. Đấy, có cái bấc này đây. Các bác cắm cái bấc này vào cho em thì nó sẽ dẫn cái mùi tỏa cái mùi hương tinh dầu này ra rất là thơm luôn và sử dụng được rất là lâu nhá. Đấy, và giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30k. Đó. Báo lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k. Bên Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn. Mùi thơm dịu nhẹ cực kỳ dễ chịu luôn, giá chỉ có 30.000 thôi. Hotel này các bạn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng nhá. Keo đa năng. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng thì đây nó sẽ là dòng keo đa năng và vỏ màu xanh như này. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Con này thì một lọ của nó sẽ là 60g. Con này thì dán được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, độ bám dính của nó cực kỳ là tốt luôn nhá. Độ bám dính rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 nhá. Keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 20k trên một típ nhá. 20.000 trên một típ keo như này. Bác nào mua từ 3 típ thì giá sẽ là 50k nhá. 3 típ là sẽ là bằng 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Nữ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su.
dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Cao chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, rất chất luôn các nhá, chỉ có 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác, sản phẩm đó là kia kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là hàng made in Japan này, dung tích của nó là 170g. Dòng này thì ưu điểm của nó là chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, các bác mua một lọ kem đánh răng Việt Nam bây giờ cũng phải 5-60.000 rồi. Thế mà đây một lọ kem đánh răng của Nhật như này. Đấy, tinh chất gạo của Nhật này, chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng cho em luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô dao Nhật nhá, hàng thương hiệu Wattbo của Nhật đây. Dòng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ tốt luôn, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, hàng thì cực chất, nguyên cái bao bì đóng gói của nó đã mang tính chất rất là Nhật rồi các bác nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, đóng gói là bao bằng giấy rất chất lượng nhá. Ở đây thì nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu nhọn, hai là mẫu vuông. Đấy, mẫu này sẽ là mẫu vuông này, thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con dao vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, các bác lên cho em là dao vuông nhá, dao vuông. Đấy, hàng siêu bén luôn. Test bằng giấy thì quá là bình thường cân đường hộp sữa rồi. Test cắt trực tiếp giấy bóng cho bác xem nhá, để các bác thấy được cái độ bén của nó này. Siêu bén luôn coi nhá, rất là bén luôn. Đó. Giá thì sẽ là 180.000. Con này thì nó sẽ là mũi nó vuông như này, thì trên bên em lên nó là dao vuông nhá. Đây, Japan này. Đấy, thép không rỉ nhá. Đấy, chất thép của nó này. Đấy các bác thấy không? Rất chất lượng cho bác luôn, thép không rỉ nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dao vuông này. Con này thì sẽ là 180k nhá. Đấy, lên cho em là dao vuông. Dao vuông này sẽ là dao thái vuông 180k này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một con mũi nhọn nhá. Con này thì kiểu dáng kích thước nó như vậy thôi, cái mũi nó nhọn hơn một chút thì các bác có thể dùng để thái lọc hoặc là phi lê cũng rất là ok. Và cái giá thì nó sẽ là 175.000, 175.000 cho con này. Nếu các bác mua cả cặp thì sẽ ưu ái hơn một chút. Đấy coi nhá. Đây. Đấy. Đây em nó đây các bác này. Đấy, dao thì nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng, lạng rưỡi 2 lạng nhá. Made in Japan con này. Đấy, Japan. Đây nhá. Đó. Thép không rỉ này, của thương hiệu Wattbo này. Con này thì có mũi nhọn để các bác có thể thái lọc này. Đây, dọc giấy cho các bác xem nhá. Đấy. Dọc giấy bóng mà như này thì các bác biết rồi, rất là ối rồi ôi luôn các bác nhá. Đấy. Siêu sắc luôn. Đấy, về nhà thì em chỉ là lưu ý các bác là dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá. Rất là nhiều khách hàng đã sử dụng nhá và kêu rời lên vì dao quá sắc các bác nhá. Kêu rời lên vì dao quá sắc và rất là dễ bị đứt tay, cho nên các bác dùng để tránh xa tầm tay trẻ em cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao thái nhọn nhá. Đấy, dao thái nhọn và một con là dao thái vuông. Con này dao thái nhọn 175k. Nếu anh em nào mua một đôi như này, em tính cho các bác là 350.000 cho một đôi này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra, test thử và nhận hàng kiểm tra, test thử dọc giấy cho em và thanh toán giúp cho em nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 cho một đôi như này. Đấy, còn mua lẻ thì một con 180 và một con là một con 180 và một con là 175.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em đó là đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Đấy, đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này. Đấy thì nó sẽ là một con đuôi lò xo rất là tiện ích luôn. Đuôi của nó là đuôi xoáy E27 nhá, rất là phổ thông luôn. Có công tắc đóng ngắt như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp bóng vào cho em là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá chỉ có 35k thôi. 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể ngoắt nghéo này, mình sử dụng bóng để mình có thể là đọc sách này, rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn, cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, và mình dùng thì mình có thể là bật tắt như này, mình đọc sách này hoặc là dùng mình làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Hoặc cắm trực tiếp khi mà mình cần lấy nguồn điện, mình chỉ cần cắm xoáy bóng vào đây, sau đó thì cắm vào là bóng sẽ lên thôi. Giá sẽ là 35.000 cái đuôi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhá. Đây nó sẽ là một con khoan rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là
đầy đủ các chi tiết luôn. Đầy đủ các chi tiết thế này, bao gồm cho các bác là các cái mũi vít này, các mũi vít cho các bác luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có cho các bác là một bộ combo là 30 mũi vít như này nhá. 30 mũi vít như này các bác này. Đấy, 30 mũi vít này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Và một thân máy này nhá, một thân máy như này. Đấy. Đây các bác này, chạy rất là khỏe luôn, có đảo chiều nhá. Và con này ưu điểm của nó là có thể xoay đảo hướng được nhá. Các bác thì dùng hình khẩu súng như này cũng được, mà các bác lại xoay đi để dùng hình một cái tô vít như này cũng được. Đấy. Và lắp mũi vào cho em là dùng thôi, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất là tốt luôn. Đây em sẽ xoáy thử cho bác xem này. Đấy, đây nhá. Xoáy cho bác xem này, rất là ngon luôn nhá. Đây, xoáy ra này. Đấy. Xoáy ra con này. Đấy, xoáy ra đây. Rất là khỏe luôn các nhá. Đó, rất khỏe luôn. Các bác theo. Đây. Đây. Xoáy ra này. Đấy. Xoáy vào này, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Và máy cũng đây, đây con này. Đấy, xoáy ra nhá, xoáy ra này. Đây, xoáy vào này. Đấy, máy rất là khỏe luôn các này. Đấy, vặn rất là khỏe luôn. Rất là tương đối là khỏe nhá. Và con này thì nó sẽ có đảo chiều cho các bác luôn, có đảo chiều cho các bác nhá. Và đây thì nó sẽ là rất là nhiều phụ kiện đi kèm nhá. Có cả mũi khoan này, có cả dây sạc này, và có cả một cái con ngoắt nghéo như này. Có cả một con ngoắt nghéo như này, rồi kèm thêm cả đầu khẩu nữa nhá. Thêm đầu khẩu nhá. Nói chung là đầy đủ các chi tiết cho các bác như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180k anh nhá. 180k. Lên mã giúp cho em đó là máy khoan mini nhá. Máy khoan mini 180.000. Máy khoan mini này. Máy khoan mini giá sẽ là 180k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ máy giặt nhá. Lên cho em là phủ máy giặt thôi. Đấy, đây nó sẽ là một con để các bác chuyên để phủ lên máy giặt thế này thì nó rất là tiện ích luôn. Và giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái phủ máy giặt như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là phủ lên máy giặt thôi. Thì máy giặt nhà mình để ở đâu cũng được, để phòng các cái loại phòng khách rồi để ngoài ở trong đều được hết nhá. Phủ lên nó che nó rất là đẹp và nó sạch sẽ vệ sinh. Và nó có cả cho các bác là ngăn khóa luôn. Phủ máy giặt. Bạt phủ máy giặt. Đây các bác này, đấy nó rất là tiện ích luôn. Chống nước nhá. Về nhà các bác chỉ cần là mở ra, sau đó thì mình lại đậy vào cho em như này, rất là tiện này. Có ngăn khóa kéo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Chùm được hết nhá, cửa trên, cửa dưới bên em đều có nhá. Cửa trên có, cửa trước có, các bác muốn dùng cửa nào thì dùng nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho con phủ máy giặt thôi. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cái con dao chặt này. Đấy, con dao chặt. Hàng của thương hiệu Seki nhá. Đấy, Seki Japan các bác này. Đấy, Seki Japan, made in Japan luôn. Con này thì hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một con dao chặt như này, cán bằng gỗ như này. Thì con này các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, chặt gỗ. Giá thì sẽ là 180k nhá. 180k cho một con dao chặt gỗ như này. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò này, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, chặt gà, chặt xương trâu, xương bò. Đấy, rất là ok luôn. Hàng rất dày dẫn chắc chắn và giá chỉ có 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt gỗ nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái gỗ này. Đấy, thì cán nó bằng gỗ hết cho nên em gọi tên nó là gỗ. Đấy, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy, Asaka Japan này. Đấy, con này thì cũng siêu bén luôn. Siêu bén luôn và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Đấy. 80.000 trong con dao này thôi. Để em test dọc giấy cho bác xem nhé. Rất là bén luôn các bác này. Bén khủng khiếp luôn. Một cái tờ giấy mùn mùn này mà dọc rất là ngon quá này. Đấy, coi theo. Siêu bén luôn nhá. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con này giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Các bác lên cho em là dao thái gỗ này. Đấy, thái gỗ. Hàng siêu bén luôn. Thái gỗ. Giá sẽ là 80k nhá. 80k. Đó, 80k cho con dao thái gỗ như này. Hàng này thì độ bén thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy. Dọc giấy khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó. 80k thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con gọt gỗ nhá. Cũng của thương hiệu Asaka Japan luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy, cũng rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, rất bén luôn các bác thấy không? Rất sợ luôn. Đấy, bén các bác dùng cẩn thận kẻo đứt tay nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đấy. Thì lên thì em là con dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Hàng của thương hiệu Asaka của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Con này lên thì em là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Thì nếu mà các bác mua combo cho em là 3 con như này thì
giá chỉ có 260.000 thôi và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260.000. Như vậy là các bác mua con này là 80, con này là 180 là 260, thì mua hai con này được tặng một con này, hoặc là nói nôm na là mua ba con này, bộ ba dao cán gỗ. Giá chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên cho em là bộ ba dao cán gỗ nhá. Đấy, ba dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ. Ba dao cán gỗ. Giá của nó sẽ là 260k và bao sim tại nhà cho bác luôn. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là con chặt là 180.000, con thái là 80.000 và con gọt là sẽ là 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì các bác dùng để xay tiêu, xay điều, xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt để ok hết. Đây, cái dòng lưỡi của nó này nó rất là tiện ích để khi mình xay các loại hạt, và dòng này của nó thì cực kỳ là an toàn luôn. Đậy nắp và nhấp bên này thì nó mới chạy nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và sử dụng điện 220V. Đây. Đấy, sử dụng điện 220V nhá. Công suất của nó là 250W và 50Hz. Giá thì rất là hạt rẻ các bạn, chỉ có cho bác là 120.000 cho một con máy xay khô này thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô nhá, máy xay khô này. Máy xay khô, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con máy xay khô như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Con này thì bao gồm cả củ cả dây như này. Đấy, cả củ cả dây như này. Và nó là dòng sạc nhanh của iPhone nhá, dòng sạc nhanh của iPhone đây. Quả táo đây các bạn này. Đấy. Dòng này của nó là có cả củ cả dây luôn. Đấy. Và lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Đấy, cả củ cả dây như này, và giá thì chỉ có 60.000 thôi nhá. 60.000 cho cái dây sạc nhanh iPhone này, iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Đó. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho cái dây sạc nhanh iPhone này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Giá sẽ là 60.000 cho một cái hộp nước hoa Dubai như này. Bao gồm cho các bác một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một vỉ này sẽ bao gồm cho các bác là 5 lọ nhá. Dòng này nước hoa chiết cho nên là nó chỉ có ít thôi. Đấy, nó chỉ có tầm khoảng là 20ml thôi nhá. Và các bác dùng lăn như này. Đấy. Dòng này thì mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn và 5 mùi. Đấy, nam nữ đều dùng được cả nhá. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng của Dubai này. Dubai, made in Dubai. Đó. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Giá thì chỉ có 60k thôi. 60k cho một vỉ nước hoa Dubai như này. Một hộp này bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. 5 lọ nước hoa Dubai. Giá sẽ là 60.000. Hàng cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất hợp lý. Chỉ có 50.000 thôi. 60.000 được các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đầy đủ combo cho bác này, bao gồm là đèn này, rồi điều khiển này, rồi cục pin rời nhá. Con này thì pin của nó là pin rời và dây dài khoảng từ 2 đến 4 mét. Các bác có thể để lên chốc nóc nhà này, hoặc là khu vực nào nhiều ánh sáng nhá. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng có thể xoay điều chỉnh như này thì rất là tiện này. Đấy, xoay điều chỉnh này rất là tiện luôn. Đấy, và khá là sáng luôn nhá, khá sáng luôn. Đây con này, đấy, rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Về nhà các bác cắm cái phần kết nối điện vào đây cho em. Đấy. Đây cắm cái này vào đây nhá. Đó. Con này thì lưu ý các bác là khi mình cắm cái này vào ấy thì nó sẽ tắt. Cho nên là các bác lưu ý giúp cho em đó là khi mà mình cắm cái pin này thì mình phải để cái đèn này ở dưới thấp thôi để mình có thể rút ra được mình sử dụng. Đấy. Rất là tiện ích các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó. Đây. Thì nó sẽ là cảm biến mà. Ban ngày thì ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm thì nó sẽ tự bật đây. Đấy, em che cái tấm pin này lên là nó sẽ lên này. Đấy. Rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy thì ban đêm trời nó tối là cái tấm pin này nó không hấp thụ nhiệt nữa thì là nó sẽ sáng này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn 3 cánh như này. Đấy, lên xem là đèn năng lượng 3 cánh. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Cảm biến luôn, ban đêm là cái tấm pin này nó bị che đi là nó sẽ sáng, và ban ngày thì nó sẽ tự tắt. Rất là tiện ích. Có điều khiển nước cho các bác đàng hoàng. Và cái giá thì rất là hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 180.000 nhá. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 180k. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 180.000. Đèn năng lượng này, đèn năng lượng 3 cánh này, giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hút thổi bụi thì nó sẽ có hai mẫu nhá. Một mẫu là
hút thổi bụi bằng pin này, đấy, chạy bằng pin, đầy đủ phụ kiện đầu kết nối cho bác luôn. Con này nó sẽ có cho các bác là cả hút cả thổi luôn, hàng của thương hiệu Tamasio đấy, chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn đó. Và có cả đầu hút cả đầu thổi luôn, đít này sẽ là thổi này, đít này sẽ là thổi và cái đầu này sẽ là hút này các bác này. Đấy, đây nó thổi đi các bác này, đây nó thổi đi nhá, đấy em lắp vào cho các bác xem này, nó thổi này, đấy, đấy thổi đây các bác nhá, các bác lắp vào này nó sẽ thổi này, đó, thổi hơi lên này các bác này, đấy các bác thấy chưa, đấy thổi hơi lên này, rất là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để bơm phao bơm bóng cũng được nhá, đó, cả hút cả thổi luôn hoặc thổi bụi nó cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Nên cho em là hút thổi bụi bằng pin nhá, hút thổi bụi này, hút thổi bụi pin, giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Đó, con này chạy bằng pin nhá. Đấy, bỏ cho anh ý hút thổi bụi bằng máy. Ngoài ra thì bên shop có hút thổi bụi cũng chạy bằng pin và nó là hàng ống dài như này nhá. Đấy, lên cho em là hút thổi bụi ống dài nhá, ống dài. Đấy, nó sẽ có cái ống dài như này. Và con này cũng chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, ống dài và các cái đầu để các bác kết nối với các cái chi tiết này. Đấy, đầu hút, đầu thổi linh tinh này. Đấy, đầu hút như này nhá. Con này thì chỉ có hút bụi thôi chứ không có thổi nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là hút bụi ống dài nhá. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó, lên cho em là hút bụi ống dài. Giá sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hút bụi ống dài 260.000 thôi nhá. Đấy, hút bụi ống dài 260.000. Đó, thì bên shop cũng có rất là nhiều các cái mã hút bụi, thì các bác lên đúng mã cho em. Hút bụi ống dài này, hút bụi bụi ống dài, giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó, thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50 cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là decor trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây, nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này, đấy cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này, 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá, kích thước của nó là 50.
tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn, rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó, và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này, à một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí decor ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này, em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này, xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá. Và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này, đấy, nháy ra đây, đấy, nháy vào này. Đấy rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này, đấy, nháy lên, nháy xuống rất nhiều chế độ luôn các bác nhá, rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các bác nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các bác nhá. Có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con LED ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó thì các bác lên cho em là LED ngọc nhá. LED ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi LED ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con LED ngọc như này thôi. Lên cho em là LED ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con LED 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con
led ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn, có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây, con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5m này là có nguồn nhá, có nguồn. Led 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá, rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này rồi, nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mã hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng. Đặc biệt là bên shop về cho bác cái mã bông lúa vàng siêu tuyệt đẹp cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ cân nhắc xem và mua đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship thôi. Nó rất là đơn giản nên không có gì là phức tạp cả. Còn bác nào mà mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Và đơn trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển khoản cọc thì bên em mới đi hàng. Còn nếu mà không cọc thì bên em chỉ gửi dưới 1 triệu thôi, tức là cũng vẫn bán hàng cho các bác. Các bác cứ nhận rồi lại đặt tiếp. Nó cũng rất là đơn giản các bác nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop về rất là nhiều mã mới ngập kho để gửi tới các bác. Thì các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nồi cơm hàng của thương hiệu Sato các bác nhá. Sato. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật liên doanh với Việt Nam và sản xuất ở Việt Nam nhá. Hàng này thì nói chung là hàng liên doanh cho nên nó cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, thương hiệu của nó thì nó sẽ là hàng thương hiệu Sato các bác này. Sato, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn các bác nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây, để các bác xem này, thương hiệu của nó này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, sản phẩm của công ty điện tử Việt Nhật nhá. Đó, thương hiệu Sato này. Con này thì dung tích của nó là 1.8L nhá và công suất của nó sẽ là 700W. Đấy, đầy đủ các bác nhé, thông số rõ ràng luôn. Và con này ưu điểm của nó là nguyên cái quả nồi này là nặng là 9 lạng nhá. Các bác nghe tiếng gang nó kêu đã biết rồi. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nhôm, nhôm pha gang nhá, nhôm pha gang. Bên trong của nó thì nó sẽ là hàng chống dính tráng đá nhá. Và bên ngoài thì có phủ một cái lớp sơn giữ nhiệt nhá, sơn giữ nhiệt. Cho nên là khi các bác dùng con này mà nấu cơm thì cực kỳ đã luôn. Nghe cái tiếng kêu này là các bác đã thấy khoái rồi này. Tiếng như là tiếng chuông các bác nhá. Đấy, các bác nghe thấy chưa? Đấy, rất là đã luôn. Đó, tiếng như tiếng chuông luôn, rất là đã luôn nhá. Đấy, con này thì nặng là 9 lạng nhá. Nguyên cái lòng này của nó là nặng 9 lạng các bác này. Đấy. Nguyên cái lòng này đã là 9 lạng rồi, nguyên cái lòng này là 9 lạng rồi các bác nhá. Dung tích của nó là 1,8 lít, 4 5 người ăn thoải mái luôn. Và nồi thì ưu điểm của nó là gọi là nồi vỏ nhựa nhá. Đấy, thì khi mà vỏ nhựa như này thì nó sẽ chống chịu với thời tiết của Việt Nam mình rất là tốt luôn. Đấy, các bác không sợ bị han gỉ này, không sợ bị han gỉ, không sợ bị co ngót các kiểu con là điểu luôn nhá. Đấy, có tem niêm phong đàng hoàng này. Đấy, hàng này hàng liên doanh công ty điện tử Việt Nhật này. Đấy, nồi cơm này, 1.8L này, điện 220V này. Công suất của nó là 700W nhá. Con này dùng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Riêng dòng này thì bên shop bảo hành cho các bác trong vòng 1 tháng luôn. Đấy, trong vòng 1 tháng luôn. Có lỗi gì các bác cứ gửi về đây, bên em bảo hành cho các bác luôn. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy. Và cái dòng mâm này của nó sẽ là mâm dạn các bác này, mâm dạn như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ là uy tín và chất lượng luôn. Đó, mâm dạn như này cho nên là dùng cực kỳ uy tín và chất lượng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho một con nồi cơm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng quay sách như này các bác này. Đấy, đây, quay sách như này. Rất là ngon luôn. Khi các bác dùng cái quay sách như này thì không sợ bị rơi, không sợ bị tụt nhá, không sợ bị tụt. Đấy, nếu mà cái dòng quay mà ăn theo cái lẫy này thì nó hay tụt, nhưng mà cái dòng quay như này thì yên tâm. Đó. Các bác có thể cho sang bên trái, bên phải đều được. Đấy, rất là ngon lành luôn, và mở ra này. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Và cái phần giữ nước này của nó cũng khá là to nhá. Đây, lẫy của nó này. Đấy. Đây.
và rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy. Cực kỳ là ngon luôn. Và cái phần giữ nước này của nó cũng khá là to này. Khá to như này thì khi các bác sử dụng thì không sợ bị tràn các nhá. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 1.200.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sato nhá. Nồi cơm Sato này. Nồi cơm Sato. Nồi cơm Sato nhá. Sato. Giá của nó sẽ là 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho một con nồi cơm Sato như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho các bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Lên cho em là nồi chiên không dầu. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. Đấy, 10 lít cả vỏ các bạn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, một con nồi chiên như này bao nhiêu nhỉ? 590.000 cho một con nồi chiên không dầu này nhá. Hàng về theo lô nhá. Nó sẽ có lô là màu trắng, có lô là màu đen. Đấy thì các bác cũng thông cảm thôi. Hàng về theo lô. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng Camel của thương hiệu của Nhật nhá. Camel của Nhật đây. Đấy, bên trong của nó thì cái phần để sử dụng để chiên này thì nó sẽ được khoảng là 4-5 lít. Đấy, nó vào khoảng là 4-5 lít các bác nhá. Đấy, còn dung tích của nó thì sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ. Hàng thương hiệu Camel đây. Có các cái chế độ chiên, rán, xào, nấu đầy đủ cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là bật khi các bác đun thì nhớ bật cho em hai cái công tắc này lên nhá. Đấy, và nó đủ nhiệt thì nó sẽ ngắt như này. Nhưng phải bật hai công tắc này nhá. Hai công tắc như này. 590.000 cả vỏ. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là nồi chiên 10 lít. Nồi chiên 10 lít cả vỏ, nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu này. Nồi chiên không dầu. Đấy. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ. Giá sẽ là 590.000 nhá. 590.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ 590.000. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây thì ở bên trong này của nó sẽ có cho các bác là một cái con mai so như này. Một con mai so này các bác này. Đấy đây, một con mai so đây. Đấy các bác quan sát này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một con mai so như này. Kèm thêm cho các bác là cái tỏa nhiệt đây. Quạt gió tỏa nhiệt luôn. Và con này thì rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Vỏ của nó là vỏ nhựa dày dẫn chắc chắn đây. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Đấy, điện 220V công suất là 1.500W nhá. Công suất khá là lớn luôn. Điện 220V công suất 1.500W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 590.000 cho một con nồi chiên không dầu như này nhá. 590.000 10 lít cả vỏ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái nồi kho cá các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em. Cái này phải nồi kho cá không nhỉ? Nồi kho cá hàng của thương hiệu Matika. Matika hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tem mác bảo hành đàng hoàng, hướng dẫn sử dụng đàng hoàng. Đấy, điện 220V 50Hz các bác nhá. Đấy, phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con nồi kho cá cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cái mâm của nó là mâm kính cường lực nhá. À, vung là vung kính cường lực nhá. Đấy. Và cái nồi này của nó thì nó sẽ là dòng nồi sứ nhá. Nồi sứ cho nên là giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Và khi các bác kho cá thì rất là ngon. Kho cá thì rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Kho cá thì rất là ngon luôn đây. Đấy, các bác có chế độ là tắt này, chậm này, nhanh này và tự động này. Có 4 số như này. Đấy. Hàng có thương hiệu Matika các bác nhá. Đó, đây. Đầy đủ các cái thông số cho các bác luôn. Điện 220V 50Hz và 235W nhá. 235W. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây. Matika các này. Đấy, Matika rất chất lượng cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là cho cá cho các cái xương đồ hầm vào đây. Đấy, mình sẽ kho xào nấu đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là nồi kho cá nhá. Con này chuyên để kho cá cực kỳ là ngon luôn. Đó, nồi kho cá bao nhiêu nhỉ? Nồi kho cá này. Đấy, lên cho em nồi kho cá 290.000 và bao ship tận nhà cho bác nhá. 290.000. Trên thị trường nó rất là nhiều loại nồi, có các loại chỉ hơn 100.000 thôi nhưng mà dùng không ra gì đâu. Nó rất là mỏng mảnh và không giữ nhiệt được các bác nhá. Đây, còn hàng của bên em thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Vỏ của nó là vỏ nhôm nhá, vỏ nhôm này. Đấy. Đế này, bắt nhiệt cực kỳ là tốt luôn và nấu cực kỳ là ngon nhá, dày dặn chắc chắn nhá. Đó. Giá sẽ là 290.000. Lên mã giúp cho em Huấn đó là nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Nó sẽ là một con nồi bằng sứ như này, nồi bằng sứ như này. Kho cá cực kỳ là ngon luôn. Đó. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi.
290 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo này thì bên shop về cho bác một cái mã nồi, đó là nồi hầm xương nhá. Nồi hầm xương giá thì sẽ là 280.000 cho một cái nồi hầm xương như này. Đấy, nó thuộc dòng nồi áp suất các bạn, nồi áp suất. Con này thì các bác chuyên dùng để mình hầm xương này, rồi nấu cháo này, hoặc là cái này các bác có thể dùng để rán, hoặc là sử dụng để hâm nóng thức ăn cũng được các bác nhá. Đó, nó sẽ có các bác chế độ số 1, số 2 và số 3 này. Đấy, có 3 số như này. Hàng của thương hiệu Kaiyoshi của Nhật nhá. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V. Đấy, điện 220V các bác này. Đấy. Và 50Hz điện 220V và công suất của nó là 800W nhá, 800W. Con này thì chức năng chính của nó là hầm nhá, hầm, cho nên là cái lẫy của nó sẽ có cái lẫy đẩy vung giữ nhiệt như này, rất là tốt luôn. Đấy, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn và khá là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hầm ninh xương, rồi nói chung là sử dụng đa di năng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi hầm xương nhá. Dung tích của nó thì con này dung tích của nó sẽ là, nó vào khoảng là đây. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít nhá, vào khoảng tầm 3 lít gì đấy các bạn. Đấy. Tầm 3 lít gì đấy. Nói chung là một con nồi rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 50Hz nhá. Đây. Đấy, hàng của Nhật. Và bên em gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 các bạn. Đó, 280.000 cho một cái nồi hầm xương như này. Lên mã giúp cho em là nồi hầm xương 280.000. Dung tích của nó thì khoảng 3 lít, nồi hầm xương nhá, nồi hầm xương 280.000 cho cái nồi hầm xương như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Chào các bác nhé, nay thì Phạm Huấn lại quay trở lại và giới thiệu các bác các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dao đen có nhá. Bộ dao đen thì bộ này nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này có nhá. Đấy, 5 món như này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một con liếc này. Đấy, một con liếc rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Đấy, một con liếc này. Tiếp theo là một con kéo này, rất là dày dẫn chắc chắn, và con này sẽ là siêu bén luôn. Siêu bén và hàng đa di năng nhá. Thứ nhất là có cái phần để các bác mở nắp chai kẹp cua ghẹ này, khui bia này, và có cái phần khuyết để các bác dùng để cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này. Rồi có cái phần này để các bác đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm cá này, khui bia này. Đấy, rất đa năng luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác là thêm là 3 con dao nhá. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một con dao, thái này, cán của nó thì bằng nhựa thôi, nhưng mà nó khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Cán bằng nhựa nhưng khá dày dẫn chắc chắn nhá, và dòng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Dao rất là bén luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, dao siêu bén luôn các bác, thấy không? Đấy. Dao rất là bén luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là có một con dao dao thái này, con này vừa thái vừa lọc luôn, mũi nhọn nhá. Đấy, mũi nhọn nhá, vừa thái vừa lọc luôn. Tiếp theo thì đến hai con dao bản to này, Đấy, một con bản to này. Đấy, con này thì các bác dùng để chuyên thái này. Đấy, chuyên thái này. Hàng siêu bén luôn các nhá. Rất bén luôn. Đó, rất bén luôn. Đấy, tiếp theo thì một con này nặng hơn một chút. Con này thì nó sẽ vào khoảng là 3 lạng nhá. Vào khoảng 3 lạng. Con này thì các bác có thể dùng băm và chặt nhẹ được nhá. Em nói là chặt nhẹ thôi. Đấy, thì những con gà nhỏ nhỏ các bác vẫn có thể chặt được các bạn. Đấy, còn là chặt xương trâu xương bò thì không chặt được đâu. Đấy, chặt gà nhẹ nhẹ thì được. Đó. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao. Đấy, 3 con dao như này. 3 dao, 1 kéo, 1 liếc. Đấy, bộ sản phẩm combo như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ dao đen như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là, bộ này là bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá. 130.000 cho một bộ dao đen như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen. Giá sẽ là 130.000. Đó, bộ dao đen nhá. Bộ dao đen giá sẽ là 130.000. Đó. Đấy, 130.000 nhá. Hàng nó hơi nhiều mã, nhiều lúc em không nhớ được hết giá, các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũi khoan đỏ nhá. Quay lên cho em là mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan đỏ. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là combo, nó sẽ có là 2-3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá, vừa khoan vừa tazogen được luôn. Đó đây. Đấy, combo cho bác như này. Đấy. Chất liệu của nó thép, nó sẽ là dòng thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây, 1, 2, 3 mũi khoan tháp này. Đấy, và có sẽ có cho các bác là 3 mũi vừa khoan và vừa là tazogen luôn. Vừa khoan vừa tazogen luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 130.000. Thép của nó thì sẽ là thép gió phủ titan, và nó sẽ có cho các bác là 3 mũi khoan tháp này. Đấy, mũi nhỏ nhất là 4-16 này, mũi nhỡ là 4-20 và mũi to là 4-32 nhá.
đầy đủ các size số cơ bản để các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương rồi, chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho một cái bộ mũi khoan thép thế này. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ nhá, nó màu đỏ, lên đúng tên cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 110k thôi, 110k cho cái hộp mũi khoan đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ép tỏi hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá, ép tỏi hàng thương hiệu Winling của Đức này. À, đây nó sẽ là một con ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là cái phần lỗ của nó là nó có cái phần chấm này nó đẩy ra hết luôn, cho nên khi các bác ép là gần như là nó sẽ sạch, nó nhồi ra hết luôn, nó không bị đọng lại. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là ưu đãi luôn, nên đã giúp cho này ép tỏi nhá. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này, inox 304 dày dẫn sáng bóng đẹp. Và giá thì chỉ có 100k thôi, 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Con này thì hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ép rất là ngon luôn, to nhá. Cho củ tỏi cành của gừng vào đây ép phát một là xong, sau đó đổ ra mình chỉ cần xả nước đi là sạch luôn nhá. Lên thì ép tỏi giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mic dây của Mỹ nhá, mic dây của Mỹ như này. Đó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu JBL nhá, JBL. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn các bác. Đấy, đây nó sẽ là một con mic dây hàng thương hiệu JBL như này các bác này. Đó, mic dây hàng thương hiệu JBL nhá. Đó, một con mic như này. Hàng của thương hiệu JBL made in USA. Đấy, JBL made in USA nhá. Mã sản phẩm là 99S nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Bao gồm cho các bác là combo một mic một dây như này nhá. Đấy. Combo một mic một dây như này, dây của nó cũng là dây của Mỹ luôn, dây của Mỹ luôn các bác này. Đấy. Dây của Mỹ luôn đây, made in USA này, dây của Mỹ luôn. Đây, đầu kết nối thì bằng đồng nhá, kết nối âm thanh bằng đồng, rất chuẩn chỉ luôn. Đấy, các bác chỉ cần cắm này cho em là xong. Đó, thì lên cho em là mic dây Mỹ nhá, mic dây Mỹ này. Đấy, tại vì bên shop có cả mic dây của Nhật nữa. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con mic dây như này rất là ngon này. Đấy. Thân mic đều là bằng hợp kim hết nhá, thân mic bằng hợp kim hết. Rất ngon lành, sáng bóng đẹp luôn, made in USA nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000 cho một con mic dây như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Dây dài từ 4 đến 5 mét và dây của nó sẽ là dây siêu mềm như này nhá. Đấy, dây siêu mềm cho các bác luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Lên cho em là mic dây Mỹ nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là 280.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là mic Mỹ nhá. Mic Mỹ, giá của nó sẽ là 280k cho một con mic dây Mỹ như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mic Nhật nhá, mic dây Nhật. Giá thì sẽ là 230.000. 230.000 cho cái mic Nhật đây. Sản phẩm thì cũng là combo cho các bác. Cái này thì nó sẽ là không có hộp, hàng bãi thanh lý siêu thị nhá. Đó, hàng của thương hiệu Tomahawa này, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một mic một dây, cũng một mic một dây. Dây thì này, dòng này của nó cũng là dây siêu mềm và dây của Nhật nhá, dây của Nhật này. Đấy, dây của Nhật đây. Cũng made in Japan các bạn này, made in Japan, dây của Nhật đây. Thì combo cho bác một cái bộ sản phẩm như này, giá thì sẽ là 230.000 cho một cái mic dây Nhật như này nhá, Tomahawa made in Japan này. Con này thì dùng cũng cực kỳ là ngon luôn. Thân mic của nó cũng đều là bằng hợp kim hết nhá, nhỏ gọn, đẹp, sáng bóng và chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Dùng rất là ngon, công tác của nó tanh tách luôn các bác nhá, rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 đã bao gồm phí ship lên tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Các bác có thể cắm lên alo và hát thử rất là ok luôn nhé. Đấy, combo cho các bác một mic một dây như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhé. Mic dây Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 cho một cái bộ mic dây Nhật như này. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể mua để sử dụng Tết đến nơi là các bác karaoke nhiều ngang cho nó đỡ buồn. Đấy, mic dây Nhật 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba thước nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Chế biến thực phẩm, thức đồ ăn, thức uống này, hoặc là mua về để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình và trang hoàng cho cái gian bếp nhà mình nó làm sao mà nó đẹp sáng bóng nhá. Đó, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba chiếc thớt đẹp như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn nhá, nhựa kháng khuẩn. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn, cực kỳ tuyệt đối an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có 60.000 cho 3 chiếc thớt như này thôi. 60.000 cho 3 cái thớt như này. Đấy, cái to nhất của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 35 cm nhá, 35 cm. Đấy, thì combo cho các bác bao gồm là 3 chiếc như này. Đấy,
Con to nhất của nó là sẽ là 35, 25, 30, 20 và 20 x 15 nhá. Đấy, lên cho em là bộ 3 thớt nhá. Bộ 3 thớt này. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 60k nhá. 60.000 cho 3 chiếc thớt như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Thớt nhựa kháng khuẩn các bác nhá, chống nấm mốc rất là sạch sẽ luôn, dùng thì cực kỳ là an toàn. Giá 60.000. Bộ khoan đa năng nhá, khoan đa năng. Thì sản phẩm sẽ 1.6 à? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khoan đa năng như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy khoan nhá. Đấy, một thân máy khoan như này đấy. Con này thì có đảo chiều này. Đấy, có đảo chiều. Và ưu điểm của con này thì nó có thể xoay từ hình súng sang cái hình thẳng này được này, rất là tiện luôn. Đấy, đầy đủ combo cho bác các loại mũi vít như này nhá. Mũi vít như này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình tháo ốc này. Đấy, tháo ốc này. Đấy, xoay ra này. Xoay ra này các bác này. Đấy. Đấy, đảo chiều lại xoáy vào này, xoáy vào rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 180.000 thôi. Đấy, có đảo chiều này các bác nhá. Đấy, hình khẩu súng như này. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít này, ba khe lục giác này, rồi là các cái đầu vít như này, và được có cả đầu khẩu luôn, và có cả tay ngoắt nghéo như này. Đấy, chọn bộ sản phẩm cho các bác luôn, bao gồm cho các bác tất cả các sản phẩm như này. Đấy, đầy đủ trong cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò luôn. Giá thì chỉ 180.000 thôi, và có hai cái mũi khoan nữa, nhá. Đó, tay nối dài các kiểu con này đều luôn. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Giá là 180 cành nhá, 180.000 cho con khoan mini này. Rồi ok. Đấy. Đây rồi, em Phạm Huấn lại lên video để trân trọng gửi tới các bác cái mã hàng bên em nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái sen và sử dụng nóng lạnh ok. Không có giá đỡ nhá, và có tích hợp cho các bác là cái đầu cao su như này để các bác tắm mình kỳ cọ massage, nó rất là tiện này. Khi các bác tắm thì các bác có thể kỳ cọ massage như này, nó sẽ có cái phần cao su này dùng rất là thích này, và có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay như này các bác này. Đấy, các bác không dùng nữa mình có thể ngắt đi, rất là tiện. Và nó sẽ có cho các bác là ba chế độ như này. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn, và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Có dây này, dây khoảng từ 1m2. Đấy, và đầu cao su như này, con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. À, xin lỗi các bác, là trước 120, bây giờ giá về cho các bác giá rất tốt luôn, chỉ còn 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su, giá sẽ là 95k cho một cái sen quạt sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá, massage 3D. Đó, đây. Tên của nó sẽ là massage 3D như này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để massage này, cằm này, đùi này, eo này, ngực này, cổ này, vai, gáy đều được hết nhá. Đấy, massage 3D dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đây. Đấy, khi em kéo này. Đấy, thì kéo này thì nó sẽ giúp cho các bác là thư giãn cơ thể này. Đấy, đây. Làm mềm và massage cho các cái khối cơ rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để massage này, mặt này, cằm này, làm thon gọn cằm lại này, rồi bắp tay, bắp chân này, bụng, eo, tất cả luôn, thì rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá, massage 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay. Giá sẽ là 50 cành nhá, 50k cho con massage 3D bằng tay như này, rất tiện ích luôn, mà giá chỉ có 50k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá. Một bịch này sẽ bao gồm cho bác là 10 chiếc khăn, hàng loại to. Bịch này bao gồm 10 chiếc, to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt tròn đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, đấy, rất là ngon cho các bác luôn nhá. Đấy, một mặt bông thô và một mặt bông mịn như này. Khi các bác sử dụng thì nó rất là thấm hút nước rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, lau bếp này, lau nhà tắm, lau nhà vệ sinh, toilet, rồi sử dụng đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, khăn bếp này. Giá sẽ là 30.000. 30k trên một bịch như này, bao gồm 10 chiếc luôn. Một bịch bao gồm 10 cái. Vậy là tính ra vào có 3.000, 3.000 một cái thôi. Hàng to, đẹp, dày dẫn chắc chắn, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là khăn bếp, giá sẽ là 30k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái mẫu lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy, lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì hàng của thương hiệu Guda của Nhật các bác này, Guda của Nhật. Kích thước của nó đây, 107 tức là cái chiều rộng của nó nhá. Đấy, và 1.2 là chiều dày này.
độ dày và 16mm tức là độ dày của nó đấy. Và 16mm là cái phần của cái đấy, của cái lỗ này các bác nhá. Lỗ này là 16 các bác nhá. Lỗ này là 16. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Nếu như các bác mua lẻ thì sẽ là 7.000 cho một viên như này. Lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá, 7.000 cho một viên. Và bên shop là bán từ 5 viên trở lên chứ không bán lẻ một viên nhá, bán từ 5 viên trở lên. Lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Đây, hàng của thương hiệu Guda của Nhật này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, kích thước của nó đây. Cái lỗ này của nó sẽ là 16 này, chiều dày là 1.2 này và chiều rộng của nó sẽ là 107 này. Đấy, tức là 10 phân 7 đấy. Bán lẻ sẽ là 7.000 một lưỡi này. 7.000 một lưỡi. Đấy, bán lẻ thì đây, giá của nó sẽ là 7k trên một lưỡi và nhân với lại 5 lưỡi trở lên nhá, bằng 35.000, 35k cho 5 lưỡi này. Mua một vỉ của nó sẽ là 25 lưỡi là 130.000 này. Đấy, 25 lưỡi. À, 50 lưỡi thì sẽ là 220k và bao ship nhá. Và 100 lưỡi là một hộp thì giá của nó sẽ là 100 lưỡi là sẽ là 380k trên một hộp nhá. 380.000 trên một hộp. 100 lưỡi như này. 380.000 một hộp, 100 lưỡi như này các bác này. Đấy, nếu các bác mua cả hộp thì mua. Con này ưu điểm của nó sẽ là cái dòng lưỡi đỏ, là lưỡi cao cấp, nó sẽ có 3 phân khúc lưỡi, lưỡi đỏ, lưỡi vàng và lưỡi xanh. Thì lưỡi xanh sẽ là lưỡi rẻ tiền nhất nhá. Lưỡi vàng thì là hàng trung, còn hàng đỏ này là hàng cao cấp. Mên lưỡi dày, khi các bác cắt nhá mà đột nhiên nó có bị căng mà bị vỡ thì nó chỉ sụn ra thôi chứ nó không vỡ thành mảng mà nó bật vào mặt đâu, bật mặt hoặc bật vào tay chân mà nó chỉ có sụn ra thôi các bác nhá, thì nó rất là an toàn. Đấy, ưu điểm của cái hàng Nhật thì nó như vậy. Và cái giá thì đây, 5 lưỡi là 35.000, 25 lưỡi 130.000, 50 lưỡi 220 và 100 lưỡi 380.000. Mua càng nhiều giá càng tốt. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con máy vít này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cần trang tô vít thì mình à, cái ra đây lấy cái này đi. Sẽ bao gồm cho các bác là một máy như này, hai lưỡi. Ra đây. Một máy hai lưỡi và một cái cáp sạc nhá. Đấy, dùng sạc đưa cho anh cái app kia. Đấy, đây. Nó sẽ có hai cái mũi như này, về nhà các bác lắp mũi vào cho em. Đấy, và mình sử dụng thôi. Con này nó chỉ có chế độ là ra và vào thôi nhá, rất đơn giản vậy thôi. Đây các bác này. Đấy. Xoáy này, đấy, xoáy ra nhá. Xoáy ra này, xoáy vào này. Đấy, xoáy vào đây. Rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, rất khỏe luôn các bác nhá. Đấy, xoáy ra này. Xoáy ra này, xoáy vào này. Con này nói chung là nó rất là khỏe bác, rất là khỏe, dùng nó rất là đã. Đấy các bác thấy không? Đấy nó nhấp này. Rất khỏe luôn. Đó, dùng rất là sướng. Giá thì rất hợp lý được các bác này, mạnh lắm. Đấy, tay không cầm là không giữ được đâu các nhá. Đấy, rất là ngon luôn. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là máy vít nhá. Máy vít 130k cho một con máy vít như này. Đấy. Máy vít này, lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k một chiếc. Các bác dùng để sửa chữa, làm thợ làm nghề hoặc dùng gia đình rất là ok. Đó, máy vít 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ dao sói nhá. Bộ dao này thì giá rất hợp lý nhá, chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho bộ dao như này. Bao gồm cho các bác là có hẳn là tới 4 con dao luôn, 4 con dao. Đấy, đây. Test trực tiếp cho các bác xem luôn, tờ giấy rất là mỏng nhá. Mỏng như tờ giấy các nhá. Đấy, đây. Test cho các bác xem này. Đấy. Dọc giấy này. Siêu đỉnh luôn các bác nhá. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn, chỉ có dọc bừa ra dọn hết hơi thôi. Đấy, đây, một con này. Đấy, tiếp theo là con thứ hai này các bác này. Đấy, con thứ hai các bác này. Đấy. Nói chung là con nào cũng khác như nhau thôi. Nó sẽ có cho các bác là 4 con, từ con nhỏ nhất là tầm khoảng 20 cm đến con dài nhất thì tầm khoảng là trên 30 cm và bản con to nhất thì nó sẽ vào khoảng là 4 cm. Hàng của Nhật đây. Đấy, thép SK5 này, Asaka Japan này, Thái gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. 100.000 cho bộ dao sói bao gồm 6 món. Một kéo này. Con kéo này cũng rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất tiện luôn. Cắt rất là ngon này, các bác theo. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Cắt này, mở nắp chai kẹp cua ghẹ này, rồi là đánh vẩy cá này, khui bia này, rất là đa di năng luôn. Đấy, tiếp theo là một cái nạo để các bác dùng để mình nạo hoa quả này, rồi gọt hoa quả rất là ok. Đấy. Thì bao gồm cho bác là một kéo, một nạo và 4 em dao, cực kỳ là xịn luôn, 4 em dao như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có là 100 cành thôi, 100 cành cho 4 món như này, 100k cho 4 món như này các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 100.000. Đấy, hàng đựng trong một cái hộp của Nhật như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là một cái phân khúc rất là bình dân cho các bác. Đấy. Dao thì chất lượng mà giá bình dân. Lên cho em là bộ dao sói, giá sẽ là 100k bộ dao sói này. Bộ
dao sói. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cho bộ dao sói như này. Bao gồm cho bác là 6 món luôn. Ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức. À xin lỗi các bác, là cân 10 nhá, cân 10. Cầm cho anh cái cân 5 ở đây. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con cân của Đức như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Winling này. Made in Germany nhá. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào xem. Lô này thì lại không có pin rồi. Đấy, lô này không có pin rồi. À đây có sẵn pin này rồi. Đấy, có sẵn pin này rồi nhá. Đấy, có sẵn pin rồi, các bác lắp pin vào xem là ok. Hai quả pin con thỏ nhỏ, bật nguồn lên này. Đấy, bật nguồn lên. Đấy, thì các bác đặt lên cho em này, mình cân này. Đấy, cân như này nhá. Đấy, cân như này thì nó sẽ là 228 g này. Con này cân tối đa là 10 cân nhá. Sau đó thì các bác muốn dùng chức năng trừ bì này. Đây, 228 g nhá. Muốn trừ bì thì nhấn nguồn này cho em. Đấy, sau đó thì các bác lại cân như bình thường. Đây. Đấy, các bác đặt con dao này lên này. Đấy, con dao này là 79 g này. Nôm na nó là có chức năng trừ bì. Bỏ ra thì nó lại về này, lại về không này. Các bác nhấn nút không này lên thì nó lại về nhá. Đấy, khi cân thì các bác nhấn nút không này nó sẽ trừ bì cho các bác. Đấy, nôm na là có chức năng trừ bì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160.000. Đấy, con này hàng của Đức và cân sẽ là được 10 cân. Thì lên xem là cân 10 nhá, cân 10. Cân 10 giá sẽ là 160k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5. Con này cũng như cái con cân 10 cái thôi. Nhưng mà nó là hàng của Nhật và nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá. Đấy, con này thì chỉ cân được 5 cân thôi. Đấy, con này nó chỉ cân được 5 cân thôi. Và cái giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. Lô này về thì rất vui lại có pin rồi. Đấy, lô này về rất vui lại có pin nhá. Đó, hàng về theo lô có lô không. Đấy, cũng như vậy thôi. Cũng như cái cân kia thôi, thì thôi đây em cũng tranh thủ em lắp và em cân luôn cho các bác xem. Đấy. Giá thì nói chung là rất là tốt cho các bác rồi. 50.000 cho một cái cân 5 như này. Cân được là 5kg nhá. Lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đó, lô này về thì lại có pin nhá. Hàng theo lô có lô không. Đấy, sử dụng thôi. Đấy, rất là tiện ích các bác này. Đấy, nhấn về không cho em. Nhấn về không nhá. Đấy, tắt nguồn đi, bật lên này. Đấy, sau đó thì các bác. Đấy, sau đó thì bắt đầu cân này. Đây. Đấy, ví dụ em đặt cái cân này lên, em cân này. Đấy, đây của nó sẽ là. Đây. Đấy, cân xong đó thì các bác trừ bì đi cho em là xong là ok. Đó. Đây, cân của nó sẽ là tính bằng gam như này các bạn này. Đấy, tính bằng gam rồi, nói chung là đầy đủ chức năng luôn. Mình Việt Nam mình dùng gam thì mình cứ nhấn gam cho em. Đó. Thì lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Cân 5, giá sẽ là 50 cành. 50k cho con cân 5 như này. Đó. Rồi, ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui. Em lại lên video để tiếp tục trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật ngập tràn các cái mã hàng để lên video gửi tới các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan tháp nhé. Đấy, 5 mũi khoan tháp. Không, cứ biển chữ tách chữ thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp như này. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Unica Japan nhá. Unica Japan. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và kèm một cây lấy dấu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Combo cho các bác 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp, thép gió phủ titan và một cây lấy dấu như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Unica Japan này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây em dập cho các bác xem này. Đấy, các bác chỉ cần ấn này là có dấu luôn. Dấu rất to rõ ràng luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Thì combo cho các bác. Đấy, thì combo cho các bác sẽ là bao gồm là 5 mũi khoan tháp, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn này. 1 2 3 4 5. 5 mũi khoan tháp như này kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy. Và giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Khoan tháp kèm lấy dấu. Đấy, lên cho em là khoan tháp này. Đó, khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Kèm lấy dấu. Giá sẽ là 180k nhá, 180k. Đấy. Chất liệu của nó sẽ là dòng thép gió phủ titan, cực kỳ ngon luôn. Giá sẽ là 180.000 đúng không nhá? 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là nhang trầm. Thì một hộp này của nó sẽ là 100 vòng luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng lâu dài luôn các bác nhá. Đấy, một của nó sẽ có 50 vỉ và mỗi vỉ này của nó sẽ là 2 vòng. Mỗi vỉ này của nó sẽ là 2 vòng. Chất liệu của nó thì nó sẽ là được làm từ gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên.
mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, hương thơm rất là dịu nhẹ dễ chịu cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, về nhà thì các bác tháo ra như này cho em này. Đấy, tháo ra như này. Nó sẽ có cho các bác là một tệp này, là một vỉ này sẽ là hai vòng nhá, hai vòng. Tháo ra rất dễ dàng luôn. Mùi thì của nó thơm rất là dịu nhẹ và dễ chịu luôn. Và cái vòng trầm này thì cái thời gian đốt của nó được rất là lâu nhá, được rất là lâu luôn. Thời gian đốt liên tục, nếu mà cái môi trường mà không có gió nhá, không có gió thì các bác cứ đốt cho em thoải mái. Trong vòng là tầm khoảng là đi 2 đến 3 tiếng nhá, không có gió là khoảng 2 đến 3 tiếng luôn, thoải mái luôn. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm này. Nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá sẽ là 40 cành. Tính ra là 100 vòng, tính ra vào chỉ có 400 con cho một vòng như này thôi. 400 con cho một vòng như này nhá, 100 vòng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn dầu gỗ nhá. Đấy, đèn dầu. Thì con này thì các bác sử dụng để mình cho dầu và mình đốt trực tiếp luôn. Đó. Các bác lên cho em là đèn dầu đốt nhá, đèn dầu đốt. Giá sẽ là 130.000 cho một con đèn dầu đốt như này. Đấy. Hàng thì màu giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy, màu giả cổ rất là đẹp nhá. Hàng của Nhật nhá. Về nhà các bác xoáy cái bấc này ra cho em, xoáy cái này ra cho em này, sau đó đổ dầu vào đây nhá. Đổ dầu vào đây. Đó là mình bắt đầu là mình châm và là mình đốt thôi. Ưu điểm của con này thì các bác dùng rất là tiện khi mà trời mưa gió bão bùng này, hoặc là gia đình có công có việc này, có lễ có Tết, có dỗ có chạp này, các bác để trên ban thờ cho em sang xịn mịn đẹp chất lượng. Đấy, cổ kính các bác theo đây, và các bác chỉ cần nghiêng như thế này là mình châm vào cho em là xong. Đó, châm xong thì mình lại đẩy nó vào, rất tiện ích luôn. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là gần 30 cm, chiều rộng thì khoảng 13-14 cm. Đấy, và có quai đeo này, quai các bác có thể đeo lên như này, hoặc các bác có thể để trực tiếp trên mặt đất như này cũng rất là ok, để trên ban thờ. Và có bấc điều chỉnh cao bấc thấp nhá. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy. Đèn dầu đốt này, đèn dầu. Giá sẽ là 130k cho một chiếc đèn dầu như này các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái túi da chéo này, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, siêu mềm các bác này, chất liệu da bò tự nhiên siêu mềm. Đó, các bác theo, rất mềm luôn và bỏ ra nó lại da tự nhiên luôn, không bị cong vênh, không bị nhăn nhúm các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và có hai màu, màu xanh và màu nâu nhá, màu xanh màu nâu. Đó, bên ngoài của nó sẽ có hai ngăn này, hai ngăn. Và bên trong nó sẽ có một ngăn to như này, một ngăn to nhá. Đấy, khi các bác bỏ đồ vào thì nó giãn ra rất rộng luôn, máy tính, iPad bỏ được hết nhá. Và đằng sau một ngăn nữa. Con này thì các bác lên cho em là túi chéo nhá. Giá sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này. Giá chỉ có 140.000 thôi. Chất liệu da bò tự nhiên mà có hai màu, màu xanh và màu nâu, màu xanh màu nâu như này. Có hai màu nhá, có hai màu cho các bác lựa chọn luôn, màu xanh và màu nâu. Chất liệu là da bò tự nhiên nhá. Về em bao cho các bác test đốt thoải mái luôn, test đốt thoải mái luôn các nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là túi chéo nhá. Túi chéo này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140k cho một con túi chéo nhá, 140.000 cho một mã túi chéo này nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đó. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 180.000, ốc ác rồi điều khiển kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Và pin là pin giờ như này, pin là pin giờ như này các bác này. Đấy. Và đây thì sẽ có cho các bác là một con đèn như này. Đấy, về nhà thì các bác cắm cái chân pin vào đây cho em, cắm chân pin vào đây. Đấy, nó là dòng pin năng lượng mặt trời. Thì về nhà các bác để cái chân pin này lên cái chỗ nào nhiều ánh sáng là ok. Và nó sẽ có là ba cánh như này. Đấy, và có đảo chiều như này nhá. Có đảo chiều, có xoay giếc như này, rất là tiện. Đó, và các bác đẩy cái này lên để bật này. Đấy, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đấy. Và cái con này của nó thì khi mà các bác sử dụng ấy là ban đêm nó mới sáng nhá. Ban đêm nó mới sáng. Còn khi mà các bác nhận hàng mà các bác muốn test sáng thì các bác phải rút cái này ra cho em. Đó, rút cái này ra nhá. Đấy, còn cắm vào mà ban ngày là nó sẽ không sáng đâu. Đấy, tại vì nó đang sạc là nó không sáng. Còn che đi nó tối đi là nó sáng này. Đấy, các bác thấy không? Đây, em che đi nó tối đi một cái là nó sáng ngay. Đây, tối đi cái là sáng ngay các bác này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là 3 chế độ sáng nhá. 3 chế độ sáng đây. Đấy, 3 chế độ sáng các bác này. Rất tiện ích luôn. Đấy, có 3 chế độ này. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, khá là sáng luôn nhá. Thì con này các bác dùng để ngoài cổng, ngoài cửa này, hoặc là khi mà mình mất điện thì mình có thể sử dụng để ăn cơm, ăn nước. Nói chung cũng rất là tiện ích luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000.
Con này thì các bác dùng để mình ăn cơm ăn nước này mất điện, rất là tiện. Đây có ốc vít điều khiển việc đầy đủ luôn. Hoặc các bác để ngoài cổng ngoài cửa cũng rất là ok nhá, khá là hợp lý rồi. Đấy, vừa tiết kiệm điện vừa là an toàn chống cháy nổ các thứ nhá. Đèn năng lượng 3 cánh này, đèn năng lượng 3 cánh giá sẽ là 180k. 180k anh em nhá, 180k. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái con đèn mang sông nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy. Có cho các bác là kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Đây, một cái cáp sạc như này các bác này. Đấy, kèm một cái cáp sạc như này. Thì con này nó cũng rất là tiện ích luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là cái chiết áp để các bác bật lên như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chế độ là sáng vừa này, đấy, tắt này, bật này và sáng mạnh này. Thì các bác cứ điều chỉnh cái chiết áp này cho em, rất là tiện luôn. Màu thì nó sẽ là màu xanh quân đội như này. Và bên shop về thì nó sẽ là màu ngẫu nhiên nhá. Có lô thì màu xanh quân đội, có lô thì màu đỏ, có lô thì nói chung là lẫn màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đó. Và hàng nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Chữ của nó khắc chìm trực tiếp trên thân như này luôn. Các bác yên tâm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Rất chất lượng các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà nó là dòng nhựa cao cấp. Bên trong thì nó sẽ sử dụng một cái viên pin 18650 như này nhá. Đấy. Hết pin thì về nhà các bác có thể thay pin vào cho em để mình sử dụng thôi. Đấy, sạc pin vào và nhà các bác hết pin thì mình thay pin cho em. Đấy, pin hỏng thì các bác có thể thay pin bên em bán 30.000 quả pin. Đấy, bật chiết áp lên như này mình sử dụng này. Sáng to, sáng nhỏ, sáng mạnh đều điều chỉnh được hết nhá. Ăn cơm ăn nước, đề co trang trí phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, khách sạn đều được hết nhá. Đấy, nhà hàng, khách sạn ngoài sân vườn hoặc là mất điện thì mình có thể sử dụng ăn cơm ăn nước, đề co trang trí đều đẹp hết. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn mang sông như này. Giá sẽ là 100 đấu ông đèn mang sông con tư nó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100 lên cho em là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông giá sẽ là 120 cành. Con này bên trước đang bán 130, đợt này về cho bác giá 120.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác thêm một cái mẫu đèn nữa. Đó là cái mẫu đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Con này thì nó rất là tiện luôn, 130.000 cho một con đèn wifi như này. Con này thì nó sẽ sử dụng hai quả pin 18650. Đó, rất sáng luôn các bác nhá. Và khi các bác điều chỉnh chiết áp thì các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, điều chỉnh ở đây các bác này. À, điều chỉnh zoom phóng to nhỏ ở đây xem. Đó, rất là tiện luôn. Đó, phóng to nhỏ ở đây các bác nhá. Đó, điều chỉnh ở đây. Rất là tiện này. Đây, xoáy ở đây cho em và có thể ngoắt ngéo lên xuống được này. Ngoài ra thì khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ có cho các bác là chức năng là chế độ bật tự động này, đó này. Đấy. Hàng này thì hàng của Đức và hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Hàng của Đức xuất Nhật rất là đẹp luôn. Đó, rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này và nhấp nháy này. Đây. Hàng made in Germany nhá, made in Germany. Đó, made in Germany, hàng của Đức và xuất sang Nhật nhá, hàng của Đức và xuất sang Nhật. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Made in Germany các bác này, chữ khắc chìm luôn. Đó, rất chất lượng. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Một con đèn wifi như này, giá chỉ có cho các bác là đi giá chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. 130.000 cho con đèn wifi này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Có kèm cáp sạc nha, và con này nó sẽ có cả chân sạc ra cho điện thoại luôn. Điện thoại hết pin các bác có thể dùng con này, rất ok luôn. Đó, 130.000 lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Đèn wifi này. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Rồi ok. Đây rồi em Phạm Huấn lại quay trở lại các bác nhá. Đó, và các cái mã hàng của bên em thì cũng vẫn lai dai gửi tới các bác đầy đủ các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng giúp cho em để tránh cái việc không nhận hàng. Thì hôm nay em sẽ về một số các mã hàng công nghệ để gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Đó. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái tai nghe hàng của thương hiệu iPhone nhá, tai nghe của iPhone như này. Đấy, EarPods Pro này, hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì đợt này hàng về cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là sản xuất ở Nhật nhá, sản xuất ở Nhật và giá cực kỳ là ưu đãi cho anh em các bác luôn, chỉ có 150.000 cho một cái con tai nghe không dây iPhone như này. Đó, 150k nhá, 150.000 các bác này. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy. Khi anh em các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên siêu nhá. Đấy, bác nào mà nhận được cái hàng mà em bóc rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đây. Đấy.
Design by in California nhé. Đó. Và hàng thì công nghệ của Mỹ và sản xuất ở Nhật Bản nhé. Đây, made in Japan các bạn này. Đó, made in Japan các bạn này. Đó, đây, California này, made in Japan này. Đó, đây các bạn nhé. Đó, made in Japan. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật. Và đây nó sẽ có cho các bác là hai con tai nghe như này. Tai bên trái, tai bên phải, một đốc sạc này. Và kèm thêm cho các bác là bốn cái miếng lót này. Bốn cái miếng lót như này để các bác cho vào phù hợp cái loại tai nào, tai to, tai nhỏ. Đấy, cho các bác lắp vào cho em. Đó, bốn miếng lót này, một cái cáp sạc này. Đó, một cáp sạc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái cáp chính hãng này thôi cũng đã phải là tiền trăm rồi. Thế mà đây combo cho bác này. Một tai nghe này, bốn miếng lót, một cáp sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi luôn. Đó, đây. Về nhà các bác có đầu cắm như này, về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Rất ngon lành cho các bác luôn. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn nhá. Đó, đốc sạc luôn. Giá thì chỉ có cho anh em các bác là đây, nguyên cái sách hướng dẫn của nó cũng đã dày cả tệp rồi các bác này. Đấy. Giá chỉ có 150 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone không dây nhá. Đấy, tai nghe iPhone không dây. Giá sẽ là 150.000. Đó, tai nghe này. Tai nghe iPhone này không dây này, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho tai nghe iPhone không dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop sẽ về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các cái mã điện thoại. Thì bên em đang có 3 mã. Thứ nhất là điện thoại một SIM. Đấy, dòng này của nó sẽ là của thương hiệu Nokia. Một SIM thì combo cho bác sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại, một cục pin và một cục sạc đầy đủ cho bác như này. Đấy, đầy đủ cho bác như này. Đây, chân sạc của nó đây các bác này. Đấy, chân sạc đây. Cắm vào cho em. Đó, đây chân sạc đây nhá. Đấy, cắm vào đây này. Đấy, combo cho bác luôn, một điện thoại, một cục sạc và một quả pin như này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, lắp pin vào đây cho em là xong. Đó, lắp pin, lắp SIM vào. Hàng của thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đó, và cái giá thì sẽ là 150.000 cho con điện thoại một SIM như này nhá. 150k, bật nguồn lên cho em là xong. Đó, Nokia các bác này. Đó, rất là ngon luôn nhá. Đó, điện thoại một SIM của Nokia, giá sẽ là 150.000. Đó, 150k nhá. Tiếp theo thì con này thì các bác lên cho em là điện thoại một SIM nhá, điện thoại một SIM. Giá của nó sẽ là 150k thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn, 150k cho con điện thoại một SIM như này. Điện thoại một SIM 150.000. Tiếp theo là sẽ là con điện thoại 2 SIM nhá. Con này thì nó sẽ là dòng điện thoại 2 SIM. Đó. Con này sẽ là dòng của Nokia 105 và dòng 2 SIM. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là một điện thoại. Đấy, một điện thoại nó sẽ to hơn một chút. Một điện thoại. Đây, một cục pin như này. Pin của Nokia này. Đấy, một pin của Nokia. Và một cục sạc như này. Đấy, combo cho bác là 3 món như này. Một điện thoại, một pin và một sạc. Giá sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho một cái bộ, một cái combo như này. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, lắp SIM và thanh toán. Con này nó sẽ là dòng 2 SIM. Thì lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM nhá. Giá sẽ là 230k nhá. 230k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã rất là hot. Đó là con điện thoại 4 SIM. Đấy, 4 SIM. Hàng rất là đẹp luôn. Con này thì các bác có thể dùng thoải mái luôn. Đây. Đấy. Và dòng này nó sẽ là dòng bàn phím nhá. Đấy, bàn phím như này. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, một cáp sạc như này. Đấy. Và một cái ốp luôn. Lô này thì về có ốp nhá, có lô thì không có ốp đâu. Em cũng nói thẳng thế luôn để các bác khỏi phải lan tan. Lô này cũng có ốp luôn, rất là đẹp này. Đấy, có ốp, các bác lắp cái ốp này vào cho em này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, lắp ốp vào này, rất đẹp luôn nhá. Lắp ốp vào vừa vặn xinh luôn. Đấy, điện thoại rất là đẹp luôn. Và về nhà thì các bác lắp SIM vào cho em. Ở đây nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc rất là to như này. Và đây là cái khay SIM của nó này. Lắp một phát 4 SIM luôn. Bác nào nhiều SIM lắp vào cho em, một phát 4 SIM luôn nhá. Đó. Okay. Quả táo các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM nhá. Đấy, bật lên các bác này. Đó. Bật lên cho em, rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM. Đó. Giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một con điện thoại 4 SIM như này, 1 2 3 4 SIM này. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Đó. Con này thì pin của nó rất là trâu luôn, cho nên các bác dùng rất là thích luôn. Pin trâu lắm các bạn, dùng cho nên dùng thoải mái luôn. Đó, và giá thì sẽ là 450.000.
Ở đây nó sẽ có thêm cho các bác là một con đèn pin nhá, con đèn pin này. Đấy. Đây nó là một con đèn pin luôn chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, một con đầu dọi như này có đèn pin này. Các bác có thể dùng để ban đêm mình sử dụng này. Đó, rất sáng nhá, sáng lắm luôn các bạn. Đây, sáng chó chang luôn, nó sẽ là một con đèn pin như này. Đấy, một con đèn pin nhá, nó có cái độ dọi nhất định luôn chứ không phải đèn led đâu. Giá sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Đó. 450.000. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Con này là có tới 4 sim cho anh em các bác luôn. Đó. Điện thoại 4 sim. Giá sẽ là 450k nhá, 450k. Cho con điện thoại 4 sim như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này. Giá sẽ là 450k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh. Thì nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này, cho nên là bên em lên mã nó là vòi cam xanh. Đó, màu cam màu xanh như này, lên mã là vòi cam xanh luôn. Và cái giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một em như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai vòi. Đấy, vòi đằng trước, vòi đằng sau, kết nối bằng đồng như này, rất đẹp này. Đó, và có cái phần gen này để các bác xoáy ra xoáy vào để kết nối với các cái hệ thống vòi khác, nó cũng rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 50k. Giá rất hợp lý các bác luôn. Lên cho em vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50k. 50.000 cho một con vòi cam xanh như này. Đấy, đây các bác này. Rất tiện ích luôn. Vòi cam xanh, giá sẽ là 50k cho một chiếc vòi cam xanh như này. Rất ok luôn. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo ốp la nhá, chảo ốp la. Thì khi bên em gửi hàng cho các bác là nó rời như này về nhà, các bác tự lắp vào cho em và có sẵn ốc đây rồi. Có sẵn ốc rồi nhá. Chỉ cần xoáy ốc ra lắp cái này vào là xong. Đó, xoáy cái ốc này ra cho em, sau đó thì mình lắp vào cho em là xong, lắp cán vào cho em là xong. Chảo thì đường kính của nó vào khoảng là 25-27 cm. Và nó sẽ có cho các bác là tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá. Tráng đá chống dính thì các bác biết rồi, cái công nghệ tráng đá chống dính là một trong những công nghệ siêu hiện đại bây giờ rồi. Để chống dính cực kỳ là tốt luôn. Tráng đá chống dính này. Đấy, và sẽ có cho các bác là 4 cái ô như này. Để các bác buổi sáng này mình tráng trứng nó rất là tiện, nó không bị văng, bị bẩn này. Đấy, thích hình tròn thì cho hình tròn, thích hình màu trái tim cho trái tim, và các bác chỉ cần cho dầu vào cái ô này thôi. Sau đó ví dụ các bác tráng hai quả thì cho hai ô này thôi nhá. Đấy, thứ nhất là nó không lãng phí dầu này, rửa ráy vệ sinh nó tiện này. Và sẽ có cho các bác là quai như này, cầm rất là ngon luôn, quai bằng nhựa, chống nóng rất là tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo ốp la 80.000 nhá. Đó. Chảo ốp la, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini. Đó, hàng của Nhật và sử dụng điện 220V. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Giá sẽ là 135.000. Gang của nó cực kỳ dày luôn, nóng siêu nhanh luôn. Chỉ bật một tí cái là nóng luôn. Đó, và đây cái phần này là cái phần để các bác chiết nước vào đây. Tháo cái nắp này ra cho em, tháo cái lẫy này ra, cho nước vào cái quai này. Sau đó thì mình cho vào, đậy vào cho em. Đấy, khi mình bơm thì mình ở đây ấn như này, bóp này là hơi nước nó sẽ ra. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Dây rất là dài và dây vải an toàn nhá. Có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ nhá. Bàn là mini thôi nhưng mà đầy đủ công năng, tính năng sử dụng luôn. Tăng giảm nhiệt độ rồi, nói chung là đầy đủ các tính năng như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 135.000. Đấy, 135.000 cho một con bàn là hơi nước mini như này. Con này thì siêu tiện dụng luôn, sử dụng điện 220V. Công suất của nó thì nó sẽ vào khoảng là 700W nhá, 700W. Nóng rất là nhanh và rất là tiện để cho các bác sử dụng. Đây, đấy các bác nhá, nóng rất là nhanh luôn. Đây. Con này thì hàng xuất đi khá là nhiều nước luôn này, Anh, Pháp, Mỹ này. Đấy, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Đấy, xuất đi rất là nhiều nước luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa phanh đĩa nhá. Đấy, khóa phanh đĩa, con này nó rất là tiện luôn. Đấy. Thì các bác sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái củ khóa như này. Nó chỉ dài to độ khoảng bằng hai ngón tay này thôi nhưng mà rất là hữu ích luôn. Đặc biệt là những cái xe, dòng xe đắt tiền thì các bác nên có một cái khóa như này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phanh đĩa của mình là xong. Rút ra này, sập vào này.
Đấy, con này các bác có thể bỏ túi quần, túi áo này, bao lô này, hoặc là đi học đi làm đi đâu cũng được. Các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đó, sập vào như này là chấm hết luôn nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần khóa vào cái xe, phanh xe của mình là xong. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Giá hả? Giá chỉ có 55.000 cho một con khóa phanh đĩa như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn, và cái công năng của nó thì ứng dụng được rất là nhiều, cho nên là các bác nên mua. Lên mã giúp cho em. Đó là khóa phanh đĩa, giá sẽ là 55.000 nhá. Đây em sẽ có video thực tế. Nghe này, đi mua cái khóa này về review xong lại còn làm mất cả chìa khóa nữa. Cái khóa này cũng mới hơn 50.000 thôi. Mình thấy khá là tiện và tốt. Lên mới đăng clip review cho mọi người coi. Đây này, phải mất tiền mua mà anh em lại còn bảo tôi quảng cáo. Nhìn qua thì trông như cái cục sắt bé tí đúng không? Nhưng mà không, nó lại là ổ khóa để khóa đĩa xe. Tầm này ở miền Bắc mình trộm cắp nhiều lắm, không giống như ở trong miền Nam các bạn kể với mình đâu. Chỉ cần khóa vào đĩa phát một như này là xong rồi. Đây này, đúng không nào, rất là sexy đấy. Nhưng như thế này dễ quá. Mình sẽ dùng búa tạ đập thật mạnh vào cái khóa này. Nào cầm búa tạ đập vỡ cái bê tông như này mà cũng chẳng xi nhê gì. Mình đã tính đến trường hợp thử cưa rồi, nhưng cái khe ở khóa này nhỏ quá, không có cái cưa nào vừa được đâu. Mà cái này tiện phết, nhỏ gọn, đi đâu nhét vào túi được luôn. So với những con khóa càng cồng kềnh tốn diện tích thì mình thấy cái khóa này nhỏ gọn hơn nhiều. Nếu như mọi người cũng thích cái khóa này thì có thể bấm vào giỏ hàng góc bên tay trái mà đấy các bạn nha. Chỉ có 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối này các bạn này. Đấy, con này nó sẽ là một con vòi như này. Có điều chỉnh cho các bác các cái chế độ là vòi hoa sen và vòi tự động, rất đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái đầu cái các cái kết nối các cái đầu vòi cho em. Sau đó thì mình điều chỉnh này, chế độ nước thẳng và chế độ nước hoa sen. Có thể ngoắt nghéo như này để các bác có thể rửa ráy vệ sinh rất là ok nhá. Đó, lên đã giúp cho em là vòi nối. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con vòi nối như này. Đó. Các bác cũng thông cảm với em, giờ đợt này nó đãng trí rồi cho nên là không nhớ được giá, cho nên là phải hỏi các bác nhá. Đó. Không, các bác bảo hỏi nhiều đừng quay nữa. Đấy, đây thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con vòi nối như này. Đấy, về nhà các bác nối vào mình rửa bát rửa đũa rất là tiện luôn. Rồi ok. Hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa, hàng của Gucci và Chanel nhé. Đó, Gucci và Chanel như này, hai cái dòng nước hoa cực kỳ là ưa chuộng và bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, đây bên shop có hai mẫu hàng Gucci và hàng Chanel, dung tích đều là 100ml các bác nhá, 100ml các bác này. Đấy, con này thì hàng nó sẽ là hàng của Chanel, hàng sản xuất tại đây, con này nó sẽ là made in France nhá, hàng sản xuất tại Pháp nhá, hàng sản xuất tại Pháp. Đó, hàng khi em gửi đến cho các bác là nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này, cho nên là em cũng không tiện dở ra. Đấy, thì em chỉ quay cho các bác cái bên ngoài thôi, nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, cầm cho bố cái quyển sách, lên mã giúp cho em đó là nước hoa Chanel nhá. Nước hoa Chanel, nước hoa Chanel giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái lọ nước hoa Chanel như này, giá sẽ là 130.000 nhé. Đấy. Và tiếp theo là lọ nước hoa Gucci, con này thì nó sẽ là dòng sản xuất ở Anh các bạn này. Đây, made in UK các bạn này. Đấy, UK. Đấy, tức là tại là Anh các bạn nhá. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là có dòng ở Mỹ và dòng của Anh. Đấy, thì Gucci và Chanel này thì nó đều là hàng sản xuất ở Mỹ và của Anh hết các bác nhá. Đó, đây New York các bạn này. Đó. Thì con Gucci này cũng là 130.000 và con Chanel này cũng là 130.000 luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là nước hoa Chanel này. Chanel giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Và nước hoa Gucci này, đó, Gucci giá cũng là 130.000 luôn, 130.000 cho một lọ nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips này, hàng thương hiệu Philips, hàng Philips nhá. Công suất của nó là 3.000W và cái giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Độ nóng cực kỳ là nhanh, dây dài khoảng 1,5 m nhá. Đây em cắm thử cho bác xem này. Nóng rất nhanh luôn các bác này. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Đấy, các bác bật phát là nóng luôn các bác. Chỉ cần khoảng là 10 giây là nó đã nóng bỏng rồi các bác nhá. Đấy. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai chế độ này. Đấy. Và có cả tia gọi là khử khuẩn này. Đấy, có cả tia diệt khuẩn luôn nhá. Đó. Tia cực tím này. Đấy, có cả tia cực tím diệt khuẩn luôn, rất là an toàn, nóng cực kỳ là nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá của nó sẽ là 130.000 thôi, hàng của thương hiệu Philips
Con này thì bền đẹp chắc chắn, bảo hành cho các bác luôn. Bên em bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy, sấy tóc Philips. Giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con máy sấy tóc Philips như này. Giá rất hợp lý luôn các bác nhá. Giá rất hợp lý cho anh em và các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác găng tay lao động thì nó sẽ có cho các bác là màu đen, màu xanh và màu ghi. Đấy, có 3 màu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy hoặc bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Hàng thì nó sẽ là thuộc cái dòng găng tay dệt 5D nhá, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Và đặc biệt là rất là thoáng khí. Và có các cái hạt cao su như này thì các bác dùng nó rất là êm và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Kể cả em cầm bút này, cầm bút ghi cũng rất là ok luôn nhá. Cái bút rất là trơn như này cầm rất là ok. Lên cho em là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này, bên shop sẽ bán theo combo 5 đôi thì sẽ là bằng 40k. Đó. Và một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70.000. 12 đôi 70.000 nhá. 12 đôi 70.000. Còn mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên nhá. 5 đôi thì sẽ là 40.000 các bạn. 5 đôi sẽ là 40.000. Còn 12 đôi, 12 đôi thì chỉ có 70.000 thôi. Cực kỳ là ôm tay luôn và rất là giãn quá này, rất là giãn nhá. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, tay mẹ, tay con, tay ông, tay cháu vừa hết luôn các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là một vỉ như này, một túi như này bao gồm là 12 đôi thì chỉ có 70.000 thôi. 12 đôi. Mua về dùng cả năm luôn. Đấy. 12 đôi như này, mua về dùng cả năm luôn nhá, dùng vài năm luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng điện thoại Nokia. Dòng này của nó sẽ là Nokia 1 SIM, mang lên nhà luôn. Nokia 1 SIM như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Hàng của thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đấy. Thì các bác biết rồi, Nokia nó là một cái dòng cực kỳ là thương hiệu rồi. Đó. Nokia thì nó là một cái dòng cực kỳ là thương hiệu rồi. Và hàng của nó thì dùng thì rất là chất lượng. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, một con điện thoại của Nokia như này. Con này của nó thì nó sẽ là cái dòng điện thoại 1 SIM. Đấy, Nokia 1 SIM như này. Đấy, màu rất là đẹp luôn này. Có màu xanh, có màu đen. 1 SIM nhá. 1 SIM, 1 cục sạc và 1 quả pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Nokia. Thế giá thì chỉ có 150.000 thôi. Bên em bán rất là nhiều rồi. Đó, bán rất là nhiều rồi và dùng rất là ngon luôn. Chỉ có 150.000 thôi. Em đố các bác giờ đi đâu ra cửa hàng điện thoại mà mua được cái điện thoại Nokia như này mà 150.000. Không có đâu các bác nhá. Đó. Giá này là giá rất là tốt cho bác luôn. Bây giờ các bác ra cửa hàng mua là tầm khoảng 200 đến 250. Chứ không có 150.000 cho một con điện thoại Nokia này đâu. Đó. Giá rất là tốt rồi các bác nhá. Đấy, 150.000 cho một con điện thoại Nokia như này. Đó. Và con này nó sẽ là dòng 1 SIM nhá. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là điện thoại 1 SIM. Điện thoại 1 SIM giá sẽ là 150k. 150.000 con điện thoại 1 SIM như này. Rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là con dao lọc này là bao nhiêu nhỉ? Bên shop về cho bác cái con dao lọc nhá. Con này thì nó sẽ là dao lọc như này các bác này. Hàng của thương hiệu Kai. Kai made in Japan nhá. Đó. Hàng thương hiệu Kai made in Japan như này. Lên mã giúp cho em đó là dao lọc nhá. Dao lọc con này dùng để thái lọc rất là ok. Bao nhiêu nhỉ? Đây các bác này. Đấy. Dao thì rất là bén luôn. Dao rất là bén luôn các bác này. Đó. Rất là bén luôn. Các bác nhỉ? Đấy, rất là bén luôn. Ra hỏi cho này. Đấy. Và đựng trong một cái bao da nhá. Đựng trong một cái bao da. Mình của nó rất là dày luôn. Và có quai đeo như này. Có quai đeo như này. Có lỗ này. Các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ngon quá này. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó. Dao thì mình là dày và rất là bén luôn và có bao da như này nhá. Đấy. Lên cho em là dao lọc nhá, dao lọc. Đấy, rất là đẹp luôn. Và có một cái bao da như này, các bác có thể đựng đeo vào thắt lưng này, đeo vào thắt lưng như này rất là tiện này để mình đi rừng đi phượt hoặc là các bác có thể sử dụng trực tiếp ở nhà. Lên cho em là dao lọc, giá sẽ là 130.000 nhá. Lên cho em là dao lọc này. Dao lọc giá sẽ là 130k. 130.000 cho một con dao thái lọc như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm pha trà nhá. Đấy, à, ấm mặt trời nhá, lên cho em là ấm mặt trời. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng ấm rất là tiện ích luôn. Đựng trong một cái hộp như này, đựng trong một cái hộp vải rất là xịn sò như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất là ok cho bác luôn, cho biếu tặng làm quà. Đấy, lên cho em là ấm mặt trời nhá. Giá chỉ có 140 cành thôi. Khi các bác nhận được hàng, đầu tiên nó sẽ là một cái khay bằng tre này, một cái gắp này. Đấy, một khay bằng tre, một gắp này. Đấy, cái đĩa này của nó thì vào khoảng là 20 sen nhá. Đấy, các bác để vào đây cho em. Một cái đĩa như này, một cái đĩa bằng nhựa như này, màu đen, rất là sang, xịn,
mịn cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác một cái khăn lau này, một khăn lau như này để các bác lau cốc lau chén này. Đấy. Và tiếp theo thì sẽ có cho các bác là một cái chuyên nhá. Con chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay thôi bác, anh em các bác nhá. Đấy. Cái chuyên này nó chỉ trong lòng bàn tay thôi. Các bác pha chè khoảng 3 đến 4 người uống là ok. Đấy, người ta gọi là chè tam rượu tứ nhá, chè tam rượu tứ. Khoảng từ 3 đến 4 người uống là ok các bác nhá. Đó, 3 đến 4 người uống là ok thôi. Tiếp theo thì nó sẽ có cho anh em các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này. Đó. Chất liệu của nó thì hàng đất nung của Nhật nhá. Đấy. Hàng đất nung của Nhật mà các bác biết rồi. Hàng Nhật mà nó là hàng đất nung thì cực kỳ là bền và chắc chắn luôn. Đấy, có 6 chén và kèm thêm một cái hũ để các bác gọi là cái hũ này để các bác đựng chè, thì cái hũ này sẽ pha được khoảng từ 5 đến 7 ấm chè. Đấy. Thì combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một khay, một giá đỡ. Đấy, một ấm, một hũ và 6 chén luôn. 6 chén như này. Mà cái giá thì cực kỳ là thanh lý luôn nhá, giá cực kỳ thanh lý luôn, chỉ có 140.000 thôi. Đây, chất liệu của nó này. Đấy. Chất liệu của nó là đất nung tự nhiên nhá. Khi các bác uống chè thì rất là đượm chè luôn. Rất đượm chè và có hậu vị luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời này. Đấy. Ấm mặt trời giá sẽ là 140 cành nhá. 140 cành cho con ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Con này thì nó sản xuất cho quân đội của Nhật, chuyên sử dụng để nó đi trận, đi đánh trận các nhá, hoặc là đi tập binh các anh nhỉ. Đấy, rất là gọn gàng luôn, gấp vào nó chỉ bằng gọi là to hơn 2 lần bắp tay như này thôi. Nhưng khi giở ra thì nó rất là to, có dây giếc các bác thứ đàng hoàng, có dây dù cho các bác này, dây dù này chịu tải hàng trăm cân luôn. Và nó sẽ là một con võng như này, chiều dài thì tính cả dây thì nó vào khoảng hơn 2 mét, còn nguyên cái thân võng này thì nó vào khoảng là trên 1 mét nhá. Bây giờ đây em sẽ giở ra cho các bác xem này. Đấy. Con này thì giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con võng dù quân đội như này. Đấy, đây các bác xem này. Rất đẹp luôn. Màu của nó rất là ưa nhìn nhá. Đấy, màu rất đẹp này, banh banh này. Đấy. Và cái chiều ngang của nó thì nó sẽ gì cơ đây? Đấy, chiều ngang của nó thì nó sẽ vào khoảng là 80 cm. Chiều dài của võng thì vào khoảng 1m8 1m9, còn tính cả đầu dây như này thì nó vào khoảng là trên 2 mét nhá, trên 2 mét. Đấy, nó sẽ là một con võng như này, dây đai dây điếc, đan máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đó. Rất là đẹp như này nhá. Bao gồm cho các bác là cả võng cả dây như này. Cả võng cả dây như này, và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một con võng dù quân đội Nhật như này. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Giá sẽ là 90k, gấp và rất là gọn luôn. Có cả túi như này nhá, có cả túi như này để các bác mang đi mình sử dụng. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều ok hết. Đấy, đặc biệt là các bác hay đi công tác này, hoặc là đi di chuyển ngoài đường. Đấy, muốn nghỉ ngơi hoặc là các bác mang đi trên ô tô, lúc nào cần thì mình mắc mình sử dụng. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Võng dù này, quân đội Nhật này. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000 cho một cái võng dù như này. Rồi ok.